Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 63. Trong tinh không, vẻ tươi cười trên mặt A Nan từ từ biến mất. Cuối cùng ông ta cũng không ra tay. Tài tính toán như thần chính là con át chủ bài của ông ta, nhiều năm qua, ông ta chưa từng tính sai, vậy mà giờ ông ta đã tính 9 lần vẫn ra kết quả đó, có nghĩa gì? Có nghĩa là có một nhân quả ông ta không tính ra được. Nhân quả nào có thể vượt qua khả năng tính toán của ông ta? A Nan trầm mặc. Ngày đó khi ở động thiên thần nhất, lý do khiến ông ta không ra tay chủ yếu là vì ông ta đã tính được, nếu mình ra tay thì sẽ chết. Sẽ chết. Không có quá trình. Kết quả chính là cái chết. Điều này làm ông ta rất ngờ vực, cũng hơi khiếp sợ, có thể nói, với thực lực bây giờ của ông ta, ngoại trừ thượng thần thần nhất năm đó sống lại và vài vị đại thần đã ở ẩn, thì trên đời này không ai có thể giết được ông ta, nhưng bây giờ ông ta lại tính ra kết quả là cái chết. Chẳng lẽ sư phụ còn để lại con át chủ bài gì? A Nan nhíu chặt mày, không phải không có khả năng, dù sao, Diệp Quân là truyền thừa của sư phụ che chở hắn cũng là chuyện bình thường. Ngoài lý do này ra ông ta thật sự không nghĩ ra ai có thể giết chết ông ta. A Nan trầm mặc một lát, đột nhiên, ông ta run rẩy, đi thẳng vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ông ta không ngược dòng Tuế Nguyệt mà lại thăm dò tương lai Tuế Nguyệt. Trước mặt ông ta, Tuế Nguyệt Trường Hà không chỉ có một, mà là vô số. Vì tương lai là thứ không thể xác định, không thể biết chắc, cho nên có vô số khả năng. A Nan tìm kiếm Diệp Quân, nhưng sau khi tìm, ông ta đột nhiên khiếp sợ nói, sao lại có thể? Ông ta phát hiện, trong vô số khả năng ở đây cũng không có sự tồn tại của Diệp Quân. Không ở trong nhân quả của tương lai. A Nan nhíu mày, phất tay áo, vô số hình ảnh của Tuế Nguyệt Trường Hà dần dần hiện ra rõ ràng, nhưng vẫn không thấy được sự tồn tại của Diệp Quân. Diệp Quân không tồn tại trong tương lai ư? A Nan im lặng trầm tư. Không tồn tại trong tương lai thì chỉ có hai khả năng, một là người này có thực lực hơn trời, vượt qua đại đạo, còn một khả năng nữa là người đó đã chết trong thời không Tuế Nguyệt nên mới không có tương lai. Diệp Quân không thể là kiểu thứ nhất, vì với thực lực bây giờ của Diệp Quân thì không thể vượt qua đại đạo, nói cách khác, Diệp Quân đã chết ở thời không hiện tại. A Nan nhíu mày. Một lúc sau, A Nan lắc đầu, đáng tiếc tài tính toán của mình chưa giỏi lắm, nếu không, dựa vào tài tính toán giỏi thì có thể tính ra được nhân quả chưa biết ở tương lai. Đúng lúc này, một luồng thần quang đột nhiên dừng trước mặt A Nan, trong thần quang, một âm thanh vang lên, A Nan, phụng mệnh thần chủ, lệnh cho ngươi nhanh chóng quay về điện, không được xảy ra sai sót. Âm thanh vừa dứt, thần quang đã biến mất. A Nan nhíu mày, không nghĩ nhiều. Xoay người biến mất ở cuối Tuế Nguyệt Trường Hà. Thần giới. Hôm nay, một cô gái áo bào trắng đi tới cổng thần giới, cô ta vừa lại gần cổng thần giới thì một luồng thần quang đã bao phủ. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp đất trời, phàm nhân dừng lại. Cô gái mặc áo bào trắng lắc đầu, phất tay áo. Luồng thần quang kia vỡ tan, đồng thời cổng vào thần giới cũng bị xóa sổ. Ồ. Lúc này, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên từ sâu trong thần giới, ngay sau đó, một luồng thần quang bắn thẳng tới, chuẩn bị nghiền nát cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm luồng thần quang, mặt không chút cảm xúc vỡ. Ầm ầm, thần quang vỡ tan. Trong thần giới vang lên âm thanh kinh sợ, một người đàn ông trung niên mặc thần bào đạp gió bước tới. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cô gái áo bào trắng, ngươi là ai? Cô gái áo bào trắng vẫn đi vào trong thần giới, khi đi ngang qua người đàn ông trung niên, người đàn ông nhíu mày, chuẩn bị ra tay. Ngay lúc đó, cô gái mặc áo bào trắng thản nhiên nhìn qua người đàn ông quỳ. Bỗng chốc, người đàn ông chưa kịp phản ứng đã quỳ xuống. Người đàn ông trung niên ngơ ngác. Cô gái áo bào trắng liếc mắt nhìn người đàn ông, đúng là một vị thần yếu ớt. Người đàn ông lộ vẻ hoảng sợ, ngươi là ai? Cô gái áo bào trắng không nhìn ông ta, lập tức đi thẳng. Chẳng mấy chốc, cô gái áo bào trắng đi tới trước thần điện có một pho tượng không có mặt sừng sững bên ngoài. Thần nhất, cô gái áo bào trắng chỉ liếc qua rồi thu ánh mắt, cô ta đi vào đại điện, lúc này, trong đại điện có một ông lão bước tới, ông lão mặc áo đạo sĩ cũ nát, lưng hơi gù, đi chân trần.
Cô gái nhìn thấy ông lão, ánh mắt bình tĩnh. Ông lão mặc áo đạo sĩ nhìn cô gái đang đi tới trước mặt, vẻ mặt phức tạp chín phần thần tính. Sau khi bước vào thần đạo, thần tính càng cao, thực lực càng mạnh, người trước mặt này có chín phần thần tính, hơn nữa còn là thần tính thuần túy. Ông lão mặc áo đạo sĩ hơi khom người, bày tỏ lòng tôn kính. Cô gái áo bào trắng không nhìn ông lão, cô ta đi vào đại điện, ở chỗ ngồi cao nhất đang có một người ngồi. Thần chủ. Cô gái áo bào trắng nhíu mày, hơi bất ngờ. Thần chủ cười nói, Tịnh Tông chủ. Cô gái áo bào trắng im lặng không nói gì. Thần chủ chậm rãi bước tới trước mặt cô ta, cười nói chuyện nhé. Cô gái áo bào trắng khẽ gật đầu, được. Thần chủ phất tay, trong nháy mắt, hai người bước vào sâu trong một biển tinh không, xung quanh các dải ngân hà lộng lẫy, thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua, đẹp không tả xiết. Thần chủ chỉ vào nơi cách đó không xa, có một ngôi nhà tranh, bên ngoài có ghế dựa, cạnh ghế dựa là một cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ, trên bàn tròn đặt một cuốn sách cổ và một bình trà. Thần chủ nói, khi ta còn nhỏ, sư phụ thường dẫn ta tới đây, ông ấy nằm ở đó, trầm tư nhìn về ngân hà và vũ trụ vô tận. Lúc đó, ta nghĩ, sư phụ đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tịnh Tông chủ không nói gì. Đột nhiên thần chủ vươn tay chỉ nhẹ, như có viên đá rơi xuống hồ nước, khắp tinh không đột nhiên gợn sóng. Ngay sau đó, ở căn nhà tranh xa xa kia đột nhiên xuất hiện một người đàn ông nằm trên ghế. Thần nhất. Bên cạnh thần nhất có một ông lão mặc áo bào đen đứng cạnh. Tái hiện thời gian. Ông lão nhìn về ngân hà xa xa, hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, dạo này cậu thường xuyên tới đây quan sát, là quan sát thứ gì vậy? Thần nhất cười khẽ, muốn nhìn người mà ta thích. Nghe vậy, ông lão lập tức nhìn thần nhất, sốt sắng nói, chủ nhân, cậu phải đi rồi sao? Thần nhất mỉm cười, ông ấy nhìn về nơi vũ trụ vô tận, nhẹ giọng nói, ta muốn cô gái đó sẽ thay ta trông coi vũ trụ này. Ông lão sững sờ, đang định nói tiếp, thần nhất lại lắc đầu, không được, vậy thì quá vất vả, ta không hy vọng cô ấy vất vả như vậy. Ông lão như đoán được điều gì, nước mắt bỗng chảy dài. Thần nhất mỉm cười, rồi quay đầu nhìn ra ngoài hình ảnh, nói, Tịnh Tông chủ, không ngờ chúng ta lại dùng cách này để gặp mặt. Bên ngoài hình ảnh, cô gái áo bào trắng nhìn thần nhất, mười phần thần tính sẽ có cảm giác gì? Mười phần thần tính, người đầu tiên từ xưa tới nay. Thần nhất cười khẽ, nghiêm khắc mà nói thì ta chỉ được 9,5 phần thôi. Cô gái áo bào trắng nhíu mày. Thần nhất cười nói, Tịnh Tông chủ có biết phải làm thế nào mới đạt được tới 10 phần thần tính không? Cô gái áo bào trắng im lặng. Thần nhất mỉm cười nói, có lẽ cô biết, sau khi thần tính đạt tới 9 phần, muốn đạt được 10 phần đối với chúng ta rất đơn giản, chỉ là chúng ta có đồng ý hay không mà thôi. Dù sao, giết chết ý định ban đầu của bản thân rất đơn giản nhưng cũng khó khăn nhất. Giết chết ý định ban đầu. Cô gái áo bào trắng trầm mặc. Quả thật, muốn đạt được 10 phần thần tính, cực kỳ đơn giản, phải giết chết ý định ban đầu của mình. Thần nhất từ từ ngẩng đầu nhìn về vũ trụ tinh không, nhẹ giọng nói, ta thích một cô gái, thật sự rất thích. Chỉ là, qua hàng trăm, ngàn, triệu năm tháng, ta phát hiện, nhân tính của ta đã vô thức tới gần thần tính. Vì thế, ta từ từ lạnh nhạt với tất cả, trong đó có cả người mà mình rất thích. Đúng vậy, đối mặt với năm tháng vô tận, đã quen với sự sống và cái chết, sao ta có thể vẫn trân trọng tình yêu như thời còn trẻ chứ? Nói xong, ông ấy khẽ lắc đầu, chúng ta đang trưởng thành, chúng ta trưởng thành lại càng dần biến thành người mà ta từng ghét khi còn nhỏ. Cô gái áo bào trắng vẫn im lặng như cũ. Cô ta không đi bước cuối cùng, không phải không làm được. Mà là cô ta không muốn giết chết ý muốn cuối cùng trong lòng mình. Nếu chút ý muốn đó cũng bị giết chết thì 10 phần thần tính, trở thành vô địch cũng đâu có ý nghĩa gì. Cô ta không muốn biến thành người mình ghét. Thần nhất đột nhiên cười nói, thật ra, cuối cùng vẫn là do chúng ta sống quá lâu. Một người sống quá lâu sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa đối mặt với năm tháng vô tận, sẽ không có gì quan trọng nữa. Chỉ khi sinh mạng ngắn ngủi thì mới quý trọng. Nói xong, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn sâu vào tinh không, nhẹ giọng nói, có thể để ta nhìn muội một lần cuối được không? Cô gái áo bào trắng nhìn về phía thần nhất, sâu trong tinh hà xa xôi, đột nhiên không gian rung nhẹ, chẳng mấy chốc, nơi đó xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím. Ngay sau đó có một cô gái mặc váy đỏ,
tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh như băng. Váy đỏ đầu bạc. Cô gái váy đỏ nhìn Thần Nhất đang nằm trên ghế, im lặng không nói gì. Nhìn thấy cô gái váy đỏ, Thần Nhất đột nhiên nở nụ cười, không miễn cưỡng, cũng không có không cam lòng, càng không có hối hận, giờ phút này, toàn bộ sức sống trên cơ thể ông ấy dần dần biến mất. Minh giải. Đó là thời khắc cuối cùng của Thần Nhất, chỉ có một ông lão chứng kiến. Đương nhiên, bây giờ có cả Tư Phàm Tịnh và Thần Chủ chứng kiến. Thấy Thần Nhất Minh giải chết dần, cô gái váy đỏ đột nhiên nói, vì sao không bước tới bước cuối cùng? Chỉ một bước, huynh sẽ trở thành người đầu tiên, vượt qua tất cả tiên linh. Thần Nhất mỉm cười, ta không muốn quên muội. Cô gái váy đỏ nhìn chằm chằm Thần Nhất, ta không hề thích huynh. Rất thẳng thắn, rất rõ ràng. Thần Nhất mỉm cười, không sao cả. Nói xong, đôi mắt ông ấy từ từ nhắm lại, ngưng thở. Nếu ta đã không thể dùng sự trưởng thành để áp chế thần tính thì ta sẽ minh giải. Khi quen nhau, ta là một cậu thanh niên. Khi kết thúc, ta vẫn là cậu thanh niên đó. Ta thích muội, chưa bao giờ thay đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Minh giải. Cuối cùng Thần Nhất lựa chọn minh giải, làm chính mình thật sự, vì ông ấy không muốn biến thành người mà ông ấy ghét. Trên bầu trời sao, cô gái váy đỏ trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu, đáng tiếc. Dứt lời, cô ta xoay người lướt đi. Ông lão đứng cạnh Thần Nhất đã giàn giụa nước mắt, ông ta cúi cười cõng Thần Nhất lên, run rẩy nói, cậu chủ, lão nô đưa cậu về nhà. Dứt lời, ông ta cõng Thần Nhất chậm rãi biến mất ở sâu trong tinh không. Hình ảnh im bặt kết thúc. Thần chủ quay đầu nhìn về cô gái áo bào trắng, Tịnh tông chủ, theo ta được biết, cô cũng không có mối thù lớn gì với Diệp công tử, nếu vậy, sao cô phải bước tới bước cuối cùng, cá chết lưới rách với hắn? Tư Phàm Tịnh nhìn thoáng qua thần chủ, ngươi nhìn không hiểu à? Thần chủ nhẹ giọng nói, cuộc tranh giành đạo chính thống. Cuộc tranh giành đạo chính thống. Diệp quân đi theo con đường của thập nhất, thành lập trật tự, Tư Phàm Tịnh lại đi con đường còn lại, không có trật tự. Đương nhiên hai người đã đối lập. Mặt Tư Phàm Tịnh không cảm xúc, Thần Nhất sáng tạo ra trật tự, nhưng kết quả ngươi cũng thấy rồi đấy. Cái giá của trật tự này chính là xuất hiện vô số cường giả, vô số vị thần, những cường giả đó như ung nhọt hút sạch vũ trụ, làm cho vũ trụ vỡ nát, trên bờ vực bị nghiền nát. Nói đến đây, cô ta khẽ lắc đầu, loại trật tự này có ích lợi gì? Thần chủ nhẹ giọng nói, sư phụ cũng từng thấy mù mịt, vì theo như cô nói, cường giả ở vũ trụ này càng nhiều thì tuổi thọ của vũ trụ lại càng bất thường. Ông ấy từng nói, nhân đạo và thiên đạo ngay từ đầu đã đối lập, tu hành chính là nghịch thiên. Tư Phàm Tịnh nói thẳng, người muốn đứng về phía Diệp quân à? Thần chủ nhìn Tư Phàm Tịnh, ta hy vọng Tịnh tông chủ có thể cho hắn một cơ hội, ít nhất là để cho hắn thử xem. Tư Phàm Tịnh lắc đầu, hắn không thích hợp, hắn còn trẻ, chưa có thời gian mài giũa. Chỉ có sự nhiệt huyết, suy nghĩ, khờ dại. Thần chủ đột nhiên cắt ngang lời cô ta, có lẽ, sư phụ nhìn chúng sự nhiệt huyết và suy nghĩ khờ dại của hắn. Tư Phàm Tịnh nhíu mày. Thần chủ cười khẽ nói, những người như chúng ta, đều tự cho là đúng, vì chúng ta có thể từ hiện tại nhìn ra tương lai. Chúng ta phủ định Diệp quân là vì chúng ta đã từng nhìn thấy thế giới có trật tự, nhưng cuối cùng trật tự đó vẫn thất bại. Hơn nữa, sau khi thất bại lại gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, những người bảo vệ vũ trụ lúc trước, sau khi mất đi trói buộc lại trở thành kẻ thù lớn nhất của chúng sinh và vũ trụ. Ta cũng hiểu, Diệp quân không thể làm tốt hơn sư phụ ta. Hắn dựa vào đâu để làm tốt hơn sư phụ ta chứ? Nhưng, nói đến đây, thần chủ nhìn về Tư Phàm Tịnh, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta dựa vào đâu để nói hắn không thể làm tốt hơn sư phụ ta? Tư Phàm Tịnh im lặng không đáp. Thần chủ nói tiếp, Tịnh tông chủ, sao chúng ta không cho hắn một cơ hội, để hắn thử xem. Nếu hắn không làm được, cho dù những người đứng sau hắn mạnh tới đâu, cũng không thể cưỡng ép thay đổi ý chí của chúng sinh. Vũ trụ kiếp nên tới vẫn sẽ tới, đương nhiên bọn họ có thể hủy diệt chúng sinh, nếu bọn họ hủy diệt chúng sinh, vậy không phải sẽ đúng ý chúng ta sao? Cô gái áo bào trắng nhìn thần chủ, vì sao lại nói giúp hắn? Thần chủ mỉm cười. Vươn tay gõ nhẹ, không gian lại gợn sóng, ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Trong một trấn nhỏ, Diệp Quân vừa bước ra khỏi phòng bà nội Lâm Bảo Mỹ,
hắn đi tới ngã tư đường. Lúc này Diệp Quân đang rối rắm, rốt cuộc cứu hay không cứu. Cứu thì mình sẽ chọc vào A Nan kia, sau đó mình sẽ rơi vào đường cùng, nhưng nếu không cứu. Cuối cùng, hai người nhìn thấy Diệp Quân vội vàng quay đầu lại, đạp văng cửa phòng. Bên ngoài hình ảnh, cô gái áo bào trắng quay sang nhìn thần chủ bên cạnh, vì trong cửa phòng, cô bé Lâm Bảo Mỹ lớn lên lại giống y hệt thần chủ. Tư Phàm Tịnh nói, bài kiểm tra của ngươi ư. Thần chủ lắc đầu, không phải. Tư Phàm Tịnh nhíu mày. Thần chủ cười nói, để ta nói vòng vo một lát. Tư Phàm Tịnh từ từ nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, cô ta nhíu mày, sao lại có thể chứ? Thần chủ nói, Tịnh Tông chủ, vũ trụ kiếp chỉ còn chưa tới 10 năm sẽ bùng nổ hoàn toàn, lúc đó sẽ là thời điểm khó khăn nhất, nếu hắn có thể giải quyết vũ trụ kiếp thì đương nhiên là tốt. Nếu không giải quyết được, ác đạo lại xuất hiện ở nhân gian, vũ trụ khởi động lại, thế giới đương nhiên lại không có trật tự. 10 năm, ta thay vị sư phụ mới này của ta xin cô thời gian 10 năm, được không? Tư Phàm Tịnh chăm chú nhìn thần chủ, không có trật tự, vũ trụ này sẽ càng tốt hơn. Thần chủ mỉm cười nói, sư phụ từng nói, nếu vũ trụ này không có chúng sinh thì quá cô độc. Tư Phàm Tịnh trầm mặc một lúc lâu, xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước lại nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay người nhìn thần chủ, sao không ngăn cản các vị thần nhằm vào hắn. Thần chủ bình tĩnh nói, ta ngăn cản cũng không có ích gì, lại như năm đó, nội loạn thần điện, sự tham lam của bọn họ đã ngấm tận xương tủy. Những người đó trước đây thanh liêm bao nhiêu, bây giờ tham lam bấy nhiêu. Thần chủ tuy là thần chủ, nhưng không thể trói buộc những vị thần này, không đúng, là ngụy thần. Tư Phàm Tịnh khẽ gật đầu, không nói tiếp, xoay người biến mất cuối tinh không. 10 năm. Cô ta không ngại chờ thêm 10 năm. Thần chủ trầm mặc một lúc lâu, xoay người nhìn sâu vào tinh không, ở nơi đó có một cánh cửa. Thần chủ thản nhiên liếc nhìn cánh cửa kia, sau đó quay người rời đi. Diệp Quân đi theo Mộc Nguyên lên đường tới âm dương giới, trong tinh không mờ mịt, Diệp Quân ngự kiếm bay đi. Lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện hai bên trái phải của hắn, chính là Lâm Bảo Mỹ và Cầu Đán. Hai người giờ đã có thể ngự kiếm trong tinh không mênh mông. Bọn họ không cam lòng ở trong tiểu tháp, thỉnh thoảng lại đến trò chuyện với Diệp Quân. Lâm Bảo Mỹ cười nói, sư phụ, người xem tốc độ ngự kiếm của con thế nào. Nói xong, cô bé nghiêng người về trước một chút, chỉ trong nháy mắt, cô bé biến thành một luồng kiếm quang xé rách bầu trời, vang lên tiếng xé bén nhọn. Diệp Quân nhìn Lâm Bảo Mỹ ngự kiếm tung hoành, mặt tươi cười, kỳ tài ngút trời. Cậu Đán bên cạnh cũng nói, con cũng biết làm. Nói xong, cậu ta cũng ngự kiếm phóng lên cao. Hai người so tài tốc độ, như hai ngôi sao băng xẹt qua tinh không mờ mịt. Qua hồi lâu, hai người chơi chán rồi mới về bên cạnh Diệp Quân. Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, vẻ mặt kỳ vọng, thế nào hả? Diệp Quân giơ ngón cái lên, lợi hại hơn ta lúc trước nhiều. Mắt Lâm Bảo Mỹ sáng lên, phấn khích nói, thật ạ. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Lâm Bảo Mỹ lập tức nhìn qua Cẩu Đán, tỏ vẻ khiêu khích. Cẩu Đán bĩu môi, định đáp lời, nhưng nghĩ lại thôi, thật sự đánh không lại Lâm Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ đột nhiên nói, sư phụ, chúng ta đi đâu thế ạ? Diệp Quân nhìn về phía xa, âm dương giới. Lâm Bảo Mỹ lại hỏi, âm dương giới là nơi nào? Diệp Quân cười nói, ta cũng không biết. Lâm Bảo Mỹ đang định hỏi tiếp, đúng lúc này. Diệp Quân như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về cuối tinh không, ở đó có một đám mây đen đang lơ lửng, mây đen tràn ngập đằng trước, ngăn ba người lại. Diệp Quân phóng thần thức của mình ra, nhưng thần thức của hắn vừa tiến vào đám mây đen đó đã bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy về. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Lúc này, một con tàu mây từ từ đi ra từ đám mây đen. Trên tàu mây có một bà lão mặc váy bố đứng. Trong tay bà lão cầm một chiếc đèn lồng, ngọn đèn u ám, chiếu lên mặt bà lão, làm thoạt nhìn bà lão trông khá rùng rợn. Nhìn thấy bà lão này, Lâm Bảo Mỹ với Cẩu Đán lập tức tái mặt, tuy hai người đã bắt đầu tu luyện, nhưng vì lớn lên ở trấn nhỏ nên sâu trong lòng vẫn rất sợ ma quỷ. Bà lão nhìn Cẩu Đán và Lâm Bảo Mỹ một lúc, sau đó mới nhìn sang Diệp Quân, tại sao lại tự ý xông vào đạo thị. Diệp Quân nghi hoặc, đạo thị.
Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, người không biết sao. Diệp Quân gật đầu, bọn ta chỉ đi ngang qua, không cố ý quấy rầy. Đồng thời, hắn cũng hỏi, tiền bối, ông biết đạo thị này không? Mộc Nguyên nói, chưa nghe bao giờ. Diệp Quân nhìn bà lão nhìn hắn, rồi nói, có muốn vào đi dạo không? Diệp Quân nhìn thoáng qua biển mây đen, nói, có thể giới thiệu chút không? Bà lão gật đầu, lên tàu mây nói chuyện nhé. Diệp Quân vỗ nhẹ Lâm Bảo Mỹ với cẩu đán, hai người hiểu ý về lại tiểu tháp, cơ thể Diệp Quân rung chuyển, hóa thành một luồng kiếm quang dừng trên tàu mây. Bà lão nhìn Diệp Quân, mời ngồi. Vừa dứt lời, đằng sau Diệp Quân đang trống rỗng đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế gỗ. Diệp Quân ngồi xuống, bà lão lại rót một chén linh trà, đẩy nhẹ một cái, linh trà bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn bà lão, đợi nghe giới thiệu. Bà lão nhìn thoáng qua nhẫn không gian trên tay Diệp Quân, rồi nói, công tử không phải người bình thường. Diệp Quân bình tĩnh nói, tiền bối có thể nói một chút về đạo thị này không? Bà lão gật đầu, đạo thị nói đơn giản là một chợ giao dịch, một khu chợ di động, vào đó có thể mua bất cứ thứ gì, đương nhiên, đầu tiên là ngươi phải có tiền. Diệp Quân nói, trong đó dùng loại tiền gì? Bà lão cười nói, chỉ cần người bán đồng ý thì loại nào cũng được, những người trong vũ trụ thần nhất các ngươi về cơ bản đều dùng tổ nguyên để giao dịch. Diệp Quân híp mắt, vũ trụ thần nhất bọn ta, bà không phải người của vũ trụ này ư? Bà lão bật cười, lần này đạo thị tới đây chủ yếu là để làm ăn với chúng thần các ngươi, nhưng công tử có thể nhìn thấy đạo thị thì cũng được coi là có duyên, đương nhiên có thể vào trong, tuy vậy vẫn cần phí vào cổng, cũng không nhiều, 10 đạo tổ nguyên là được. Diệp Quân mở lòng bàn tay, 10 đạo tổ nguyên bay tới trước mặt bà lão. Bà lão cười rạng rỡ, nhận lấy tổ nguyên. Diệp Quân lại đưa ra 5 đạo tổ nguyên tới trước mặt bà lão, nhưng bà lão lại không lấy, chỉ nhìn hắn. Diệp Quân nói, có thể hỏi vài câu không? Bà lão lắc đầu, vấn đề mà ngươi muốn hỏi ta không thể trả lời, đây là phép tắc, trừ khi, ngươi là thần nhất. Diệp Quân nhíu mày, có ý gì? Bà lão mỉm cười nói, chỉ chủ nhân của thế giới này mới có thể biết lai lịch của bọn ta. Diệp Quân trầm mặc, cứ làm như rất thần bí. Diệp Quân nói, thần nhất đã mất rồi. Ánh mắt bà lão lóe lên, vũ trụ vô chủ sao? Diệp Quân đang định nói, bà lão lại như hiểu ra chuyện gì, thảo nào khi nhắc tới thần nhất với các vị thần, tất cả đều im lặng, hóa ra là thế. Nếu thần nhất đã không còn, vậy giao ước với ông ta năm đó cũng không được tính nữa. Kiếm chọn người. Trên tàu mây, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nhăn nheo của bà lão trông càng rợn người, không giống người sống. Phía sau tàu mây, biển mây đen đó như sóng nước nhẹ nhàng gợn sóng, khắp nơi có một cảm giác quái dị. Lúc này bà lão không suy nghĩ nữa, bà ta nhìn Diệp Quân cười nói, đi vào đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều vì bà lão trước mặt này cũng sẽ không nói. Đạo thị, Diệp Quân đứng lên đi về phía biển mây đen đó. Lúc này bà lão bỗng xòe tay ra, một tấm thẻ gỗ màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cầm lấy đi. Tất nhiên Diệp Quân sẽ không từ chối, cầm lấy tấm thẻ gỗ, sau đó đi về phía biển mây đen đó. Sau khi nhìn Diệp Quân đi vào biển mây đen, bà lão quay người nhìn về phía xa, do dự một lúc rồi giơ một ngón tay ra, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng bất an. Một luồng sáng màu vàng óng bỗng xuất hiện từ đầu ngón tay, sắc mặt bà lão thay đổi, bà ta rụt ngón tay lại như thể bị điện giật. Lúc này một luồng sáng vàng bao quanh biển mây đen đó. Vẻ mặt bà lão trở nên nghiêm trọng. Người đã không còn ở đây nữa. Nhưng sức mạnh phong ấn vẫn còn, hơn nữa còn khá mạnh. Bà lão lặng đi một lúc rồi đưa tàu mây quay về. Sau khi Diệp Quân đi vào biển mây đen, có 3 người bỗng xuất hiện, 2 nam 1 nữ. 3 người này chính là tiên tổ thần linh của Ma tộc, Tần tộc và Triệu tộc. Người đàn ông trung niên đi đầu là Mạt Ách. Lần này 3 người đều đến. Mạt Ách nhìn phía xa, nhíu mày, sao Diệp Quân này có thể đi vào đạo thị được? Tiên tổ thần linh nhà họ Triệu nói, cũng bình thường, dù sao người này cũng có truyền thừa của thượng thần. Mạt Ách trầm giọng nói, không thể ra tay ở bên trong. Tiên tổ thần linh nhà họ Triệu nhìn biển mây đen kỳ lạ đó, trầm tư hồi lâu mới nói, người này có truyền thừa của thầy,
nếu để lộ thì sẽ bị các cường giả ngoài kia dòm ngó, đi. Nói rồi ba người đi vào đạo thị. Sau khi ba người đi vào, đạo thị bắt đầu tan biến. Sở dĩ ba người đi vào là vì nơi mà đạo thị xuất hiện là ngẫu nhiên, nếu bây giờ không đi vào, một khi nó biến mất, cho dù là họ cũng khó tìm được. Ngay lúc này có chuyện xảy ra, chỉ thấy đạo thị ở cách đó không xa vốn dĩ sắp biến mất bỗng trở nên rõ ràng. Hóa ra là có một cô bé chậm rãi bước đến từ trong tinh không phía xa, cô bé còn ôm một vật thể màu trắng trong lòng. Đại hộ đến rồi. Phải đợi một lát. Không lâu sau, cô bé và vật thể màu trắng đó đi vào trong đạo thị. Ở một bên khác, có hai người đang theo dõi mọi chuyện xảy ra. Chính là người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng. Người đàn ông áo trắng nhìn cô bé đó, khẽ nói, bọn họ, Thanh Nhi, muội quen với họ sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, từng bị muội đánh. Người đàn ông áo trắng. Sau khi Diệp Quân đi vào biển mây đen màu đen, cảnh tượng trước mắt hắn dần trở nên rõ ràng, là một trấn cổ đá xanh không tên, lạnh lẽo buồn tẻ, trời còn có mưa lất phất, mang đến cảm giác mát mẻ. Diệp Quân bước đi trên con phố vắng vẻ, mặc cho cơn mưa lạnh như băng rơi lên người, thầm nói, tiền bối, theo lời người đó vừa nói, hình như họ từng có giao dịch gì đó với tiền bối thần nhất. Mục Nguyên nói, chắc là thế, nhưng ta lại không biết chút gì về chuyện này. Diệp Quân mỉm cười nói, xem ra tiền bối thần nhất vẫn còn rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Đến giờ cuốn sách cổ màu đen trong người hắn vẫn chưa được giải. Nghĩ đến cuốn sách cổ màu đen đó, Diệp Quân bỗng lóe lên một suy nghĩ, có lẽ người ở đây biết có thể đọc được chữ trên đó. Nghĩ đến đây, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào mà trên trấn nhỏ đã có sương mù, cả trấn nhỏ được sương mù bao phủ trở nên mờ ảo. Diệp Quân thử phóng thần thức của mình ra, thế nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra hắn không thể thi triển thần thức. Mục Nguyên bỗng trầm giọng nói, nơi này hơi đặc biệt, cậu cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, hắn tiếp tục đi sâu vào trong trấn nhỏ. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Quân vang lên tiếng bước chân, Diệp Quân quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một người đàn ông thô kệch đi tới. Người này dáng người cao lớn, mặt mọc đầy râu, sau lưng còn đeo một cái dương bằng tre. Nhìn thấy Diệp Quân, người đàn ông sửng sốt, sau đó nhếch môi cười, mua đồ sao? Không để Diệp Quân lên tiếng, ông ta để dương của mình xuống, sau đó lấy một ít đồ ở bên trong ra rồi đặt trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn thoáng qua, thấy khá kinh ngạc vì những thứ mà người này lấy ra đều là bảo vật cấp thần bảo, trong đó có một thanh kiếm dài thu hút sự chú ý của hắn. Thanh kiếm này dài khoảng 3 thước, bề ngang bằng 2 ngón tay. Cả thanh kiếm màu đen nhưng có một đường màu đỏ thẫm ở giữa thân kiếm. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông trung niên vội nói, cậu bạn có hứng thú với kiếm này à? Diệp Quân khẽ gật đầu, có thể xem được không? Người đàn ông trung niên sảng khoái nói, có cái gì không thể xem đâu chứ? Nói rồi ông ta cầm thanh kiếm lên đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân vừa định cầm kiếm, người đàn ông trung niên lại rụt tay về. Diệp Quân khó hiểu nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, cậu bạn, kiếm này tên là ác nghiệp, có sức mạnh tà ác, nếu tu vi không đủ, nhẹ thì bị ảnh hưởng đến tâm trí, nặng thì bị nó thôn phệ thần hồn, ngươi. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Người đàn ông trung niên cười nói, nên làm mà. Ông ta vừa nói vừa đưa kiếm cho Diệp Quân. Diệp Quân cầm lấy kiếm, ngay khi kiếm đã ở trong tay. Hắn cảm nhận được một sức mạnh tà ác cực kỳ đáng sợ, sức mạnh tà ác đó đi dọc theo tay hắn tiến thẳng vào trong ý thức của hắn, giống như những gì người đàn ông trung niên nói, sức mạnh tà ác này vừa đi vào ý thức của hắn, nó sẽ cưỡng ép nuốt chửng thần hồn của hắn. Vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, tay cầm kiếm khẽ run. Keng! Tiếng kiếm vang lên, sức mạnh tà ác đó bị hắn đẩy ra khỏi người, không chỉ thế, sức mạnh đó còn bị kiếm ý của Diệp Quân phong ấn trong kiếm. Ý chí kiếm đạo chân áp. Thấy thế, ánh mắt người trung niên đó lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó dựng ngón tay lên cười nói, cậu bạn lợi hại đấy. Diệp Quân khẽ cười, sau đó trả kiếm trong tay cho người đàn ông trung niên, kiếm này khá đấy, tiếc là không hợp với ta. Phong cách của thanh kiếm này chủ yếu là đi con đường tà ác, khác với kiếm đạo của hắn, mặc dù cũng có thể dùng nhưng không cần thiết. Kiếm hiên viên tốt hơn.
Người đàn ông trung niên vừa nhận lấy kiếm, thanh kiếm đó đã rung lên dữ dội. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân cười nói, cậu bạn, nó muốn đi theo ngươi. Không chỉ là người chọn kiếm, mà kiếm cũng sẽ chọn người. Diệp Quân lại lắc đầu, hắn không có thiện cảm với thanh kiếm này. Thấy Diệp Quân lại từ chối, người đàn ông trung niên cười khổ, vậy được rồi. Nói rồi ông ta cất thanh kiếm đi, sau đó chỉ vào một đống thần bảo trước mặt, người có ưng ý cái nào không? Diệp Quân nhìn mấy thần bảo trước mặt người đàn ông trung niên, cuối cùng hắn nhìn sang một cái vải màu đen trong đó, trên cái vải màu đen có phù văn bí ẩn. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông trung niên vội nói, lớp vải kỳ lân chiến, nếu người có thuật dẫn đạo cổ xưa thì có thể dùng lớp vải này để tìm kỳ lân chiến trong truyền thuyết và nhận được truyền thừa của nó. Diệp Quân hơi tò mò, kỳ lân chiến, cấp bậc gì? Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên kỳ lạ. Diệp Quân cười giải thích, lần đầu ta đến đạo thị. Người đàn ông trung niên gật đầu, có thể nhìn ra được. Nói rồi ông lại ngừng một chốc rồi lại nói, vừa nhìn ra. Diệp Quân. Người đàn ông trung niên cười giải thích, chiến thú này là một con yêu thú, đến từ Sơn Hải Giới, người biết Sơn Hải Giới không? Diệp Quân lắc đầu. Người đàn ông trung niên lắc đầu, được rồi. Lúc này Ngao Thiên Thiên bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Thấy Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện, Diệp Quân hơi bất ngờ, vì Ngao Thiên Thiên trước giờ đều bế quan tu luyện tổ cảnh, sao tự dưng lại xuất hiện. Sau khi bước ra, ánh mắt Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào cái vải chiến thú đó. Nhìn thấy ánh mắt của Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân hỏi, sao thế? Ngao Thiên Thiên sờ vào cái vải đó, sau đó khẽ nói, bên trong có chứa một loại sức mạnh kỳ lạ. Người đàn ông trung niên đó giải thích, sức mạnh chiến thú có thể nâng cao sức chiến đấu của yêu thú, chắc sẽ có ích cho cô nương. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên gật đầu. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, bán thế nào? Người đàn ông trung niên cười nói, cậu bạn đến từ thế giới vũ trụ nào? Diệp Quân nói, thần nhất. Mắt người đàn ông trung niên sáng lên, đến từ vũ trụ thần nhất, vậy thì có tổ nguyên rồi, vật này chỉ cần 50 tổ nguyên. 50 tổ nguyên. Nếu là người khác thì đó là giá trên trời, nhưng với hắn dĩ nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Quân lấy 50 tổ nguyên ra đưa cho người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên nhanh chóng cất chúng đi, sau đó đưa vảy của chiến thú cho Diệp Quân cầm lấy, rồi đưa cho Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nhận lấy, hỏi còn nhiều không? Người đàn ông trung niên lắc đầu khẽ cười, thứ này vô cùng quý giá, ta có được một cái đã là may mắn lắm rồi. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Người đàn ông trung niên do dự một chốc, sau đó nói, nhưng nếu ngươi có thuật dẫn đạo cổ xưa, có thể dùng vật này để tìm chiến thú đó, thậm chí có thể vào Sơn Hải Giới trong truyền thuyết. Diệp Quân hỏi, thuật dẫn đạo cổ xưa là gì? Người đàn ông trung niên giải thích, một loại thần thông đặc biệt, có thể tìm ra nguồn gốc. Diệp Quân lại hỏi, ông có thuật này không? Người đàn ông trung niên cười khổ, không có, nếu ta có thì ta đã lấy ra dùng rồi. Diệp Quân thấy hơi bất đắc dĩ. Vì hắn nghĩ Ngao Thiên Thiên rất để tâm đến vảy chiến thú này. Nhưng lúc này người đàn ông trung niên lại nói, có một người có lẽ biết người nào có. Diệp Quân vội hỏi, ai? Người đàn ông trung niên nói, đi theo ta. Nói xong ông ta đeo cái dương trúc trên lưng, sau đó dẫn hai người Diệp Quân đi về phía xa, đi qua mấy con đường, ba người đến trước một quán rượu nhỏ, quán rượu này hơi cũ kỹ, nói đúng hơn là khá đổ nát, chỉ có vài cái bàn gỗ. Có một người phụ nữ đang nằm sấp đằng sau quầy, bà ta mặc một chiếc váy vải in hoa đơn giản, ăn mặc giản dị, nhan sắc cũng khá bình thường, không đến mức khuynh nước khuynh thành nhưng cũng không xấu. Người đàn ông trung niên bước đến quầy, gõ nhẹ lên bàn, sau đó khẽ nói, bà chủ. Người phụ nữ bỗng mở mắt ra, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, mắt bà ta lập tức sáng lên, sau đó nhiệt tình nói, ông cần gì? Quả đào nguyên 1000 năm. Hay là rượu đào tiên vạn năm, nếu không đủ, ta vẫn còn, ta vừa mới nhập một lô hàng mới, có thể tăng tuổi thọ 1000 năm. Người đàn ông trung niên cười nói, bà chủ, tôi không đến mua đồ, tiểu huynh đệ này muốn nghe ngóng một chuyện ở chỗ ngươi. Mẹ kiếp, người phụ nữ bỗng đập một cái lên bàn, tức giận nhìn người đàn ông trung niên, không phải mua đồ mà ông gọi có dám gì.
phá giấc ngủ của bà đây, nhanh cút đi. Người đàn ông trung niên hơi khó xử nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đang định lên tiếng, người phụ nữ phất tay cút, mau cút đi, mấy tên nghèo. Diệp Quân không nói gì, chỉ lặng im lấy 5 tổ nguyên ra đặt lên bàn. Người phụ nữ chớp mắt, sau đó cất tổ nguyên đi, bà ta nhìn Diệp Quân, thái độ lập tức thay đổi, vừa nhiệt tình vừa nịnh nọt, chàng trai, người muốn nghe ngóng cái gì? Diệp Quân nói, thuật dẫn đạo cổ xưa. Người phụ nữ chớp mắt không nói gì. Diệp Quân nói, không biết. Người phụ nữ cười nói, tất nhiên là ta biết chứ, nhưng chắc người không mua nổi rồi. Diệp Quân hỏi, đắt lắm à? Người phụ nữ gật đầu, nghiêm túc nói, cực kỳ đắt. Diệp Quân nói, bao nhiêu? Người phụ nữ giơ một ngón tay lên, 100 tổ nguyên. Diệp Quân nhíu mày. Lúc này, người đàn ông trung niên vội vàng kéo Diệp Quân ra khỏi cửa hàng rồi nói, cửa hàng này là cửa hàng đen trong trấn nhỏ, ta gọi nó là hắc điếm, có thể hỏi bà ta về mọi chuyện nhưng tuyệt đối không thể mua đồ ở cửa hàng này, vì thật sự rất là đắt cắt cổ. Mặc dù thuật dẫn đạo cổ xưa chân quý nhưng tuyệt đối không đáng giá 100 tổ nguyên, bà ta thấy người còn trẻ, lại hào phóng nên muốn chặt chém người đó. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nơi này cướp bóc có phạm tội không? Hả? Người đàn ông trung niên khó tin nhìn Diệp Quân. Ôi vãi! Người ta chỉ là chém giá thôi, người lại muốn cướp đồ hả? Cướp! Người đàn ông trung niên quả thực có chút kinh ngạc. Suy nghĩ của người thanh niên này rất nguy hiểm. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông trung niên, Diệp Quân cười nói, không thể làm sằng làm bậy ở đây được đúng không? Người đàn ông trung niên gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, nơi này có quy củ, người ở đây không được tùy ý ra tay, cũng không thể ra tay. Không thể ra tay. Diệp Quân có chút kinh ngạc, phỏng ấn. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, ừ. Diệp Quân thử một chút. Quả nhiên có một nguồn lực thần bí phong ấn tu vi của hắn, nguồn lực thần bí phong ấn này khiến hắn thấy quen quen. Ngay sau đó, biểu hiện của Diệp Quân trở nên kỳ lạ. Bởi vì trong sức mạnh phong ấn bí ẩn này, hắn cảm nhận được một sức mạnh này hoàn toàn giống với sức mạnh phong ấn trong động thiên thần nhất. Và Diệp Quân cũng cẩn thận phát hiện ra rằng phong ấn này dường như được cấu thành từ nhiều loại lực. Người đàn ông trung niên nói, chúng ta đi chỗ khác hỏi. Diệp Quân gật đầu, được. Người phụ nữ kia quả thực quá đen tối, hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không muốn coi tiền như cỏ rác. Khi Diệp Quân bước vào cửa hàng, bà chủ đang kéo Ngao Thiên Thiên nói gì đó, khi nhìn thấy Diệp Quân bước vào, bà ta lập tức cười tâu toét, công tử, suy nghĩ sao rồi? Diệp Quân lắc đầu, chúng tôi không có hứng thú. Nói xong, hắn kéo Ngao Thiên Thiên và chuẩn bị rời đi. Vẻ mặt bà chủ cứng đờ. Nghiêm khắc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, sau đó nói, thứ đó ngoại trừ ta, người khác không có đâu, người muốn đi chỗ khác hỏi thì hãy quên đi. Diệp Quân liếc nhìn bà chủ và mỉm cười, chúng tôi chỉ hỏi thôi, không có ý định mua. Nói xong, hắn kéo Ngao Thiên Thiên và quay người rời đi. Bà chủ cau mày, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sau khi ra khỏi hắc điếm, cả ba đi về phía một con phố khác. Diệp Quân có chút hiếu kỳ, lai lịch của bà chủ này như nào thế? Người đàn ông trung niên lắc đầu, ta không biết, nhưng bất cứ ai có thể mở cửa hàng ở đây đều phải có lai lịch vững chắc. Diệp Quân nhìn xung quanh, thấy mấy cửa hàng xung quanh đã mở cửa, nhưng không có nhiều người trên đường. Diệp Quân càng ngày càng tò mò với nơi này, liền liên tiếp hỏi mấy câu liền. Sau khi hai người trao đổi, Diệp Quân cũng biết rằng tên của người đàn ông trung niên là Cao Thú. Ông ta không phải đến từ vũ trụ thần nhất, mà đến từ một vũ trụ Diệp Quân chưa từng nghe đến. Chủ nhân đạo thị rất mạnh, rất mạnh, đối phương đã ước định với rất nhiều chủ vũ trụ, thỉnh thoảng lại mở đạo thị, sau đó cường giả của mỗi một vũ trụ đều có thể tiến vào đạo thị giao dịch tự do, các cường giả khác trong đạo thị không thể tiến vào vũ trụ của người khác. Bởi vì văn minh võ đạo của mỗi vũ trụ là khác nhau, nếu có người quá mạnh tiến vào vũ trụ có văn minh võ đạo thấp, có thể sẽ gây họa. Các cường giả đỉnh cấp của mỗi vũ trụ nếu muốn vào đạo thị thì phải đạt được tư cách này do chủ nhân của mỗi vũ trụ cấp. Ngoại trừ phương pháp này, còn có một con đường khác tiến vào đạo thị, đó chính là duyên, nếu có người gặp được thì cũng có thể tiến vào, đương nhiên dưới tình huống bình thường, đạo thị chỉ cho phép người có thực lực gặp được. Nghe vậy,
Diệp Quân không khỏi bật cười, xem nhìn ra hắn cũng là một người có thực lực. Nói một cách đơn giản, đạo thị này là thị trường giao dịch cao cấp và thị trường giao dịch này chỉ phục vụ khách hàng cao cấp. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên hỏi, tại sao ở đây lại có ít khách như vậy? Diệp Quân cũng có chút tò mò, sau khi đi vào mới phát hiện nơi này không giống kiểu vắng vẻ bình thường, cũng không thấy có được mấy người sống ở đây. Cao Thú giải thích, đó là bởi vì thị trường vừa mới khai trương, còn có rất nhiều người đang trên đường vào. Sau một thời gian nữa, sẽ có nhiều người hơn. Diệp Quân khẽ gật đầu, ra vậy. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lấy ra ba tổ nguyên đưa cho Cao Thú, đa tạ Cao Huynh đã cô ngại giải thích cho vợ chồng ta. Ngao Thiên Thiên liếc nhìn Diệp Quân và nhếch môi cười. Cao Thú liên tục xua tay, Diệp Tiểu Hữu, không cần như thế đâu. Chỉ là mấy thông tin soảng thôi, không cần trả thù lao gì đâu. Diệp Quân cười nói, cầm đi. Cao Thú lại lắc đầu, ta mặc dù là người lỗ mãng, nhưng cũng hiểu được đạo lý quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Diệp Tiểu Hữu, mau cất tổ nguyên đi, nếu không, ta sẽ tức giận đấy. Thấy vẻ mặt của Cao Thú dường như không phải làm bộ, Diệp Quân do dự một lúc, sau đó mới cất tổ nguyên đi, rồi cười nói, vậy ta sẽ mua một thứ từ Cao Huynh. Cao Thú cười nói, không nhất thiết phải như vậy. Diệp Tiểu Hữu không muốn nợ người ân huệ, ta có thể hiểu được, nhưng những thứ này chỉ là chuyện vặt vãnh, căn bản không được coi là ân huệ. Nói đến đây, ông ta dừng một chút, rồi nói, để ta nói thêm một điều, nếu Diệp Tiểu Hữu là một kiếm tu, không nên quá coi trọng những thứ phù phiếm này, nếu không, theo thời gian, nó có thể ảnh hưởng đến kiếm đạo của Diệp Tiểu Hữu đấy. Diệp Quân suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu, là ta quá coi trọng rồi. Cao Thú cười nói, chuyện này coi như bỏ qua đi, chúng ta đi hỏi tiệm tiếp theo đi. Diệp Quân gật đầu, được. Dưới sự dẫn dắt của Cao Thú, một lúc sau, ba người họ đến một cửa hàng, trên giá bày rất nhiều bảo vật. Nhìn thấy những bảo vật này, Diệp Quân có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện những bảo vật này chỉ ít đều là bảo vật thần cấp. Lúc này, một ông lão bước xuống cầu thang, ông lão hơi gầy. Mặc áo choàng vải bố, nhìn rất có phong độ. Nhìn thấy ba người, ông lão cười nói, hoan nghênh. Khi Diệp Quân giải thích mục đích của mình, ông già cau mày. Diệp Quân hỏi, sao thế? Ông lão trầm giọng nói thật, ta có thuật dẫn đạo cổ xưa, nhưng không bán được cho ngươi. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Ông lão trầm giọng thở dài, nếu các ngươi đến chỗ ta trước thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Nhưng đáng tiếc là các ngươi tới hắc điếm trước, lại không mua chỗ bà ta, nếu ta bán cho các ngươi, bà ta nhất định sẽ điên cuồng trả thù ta. Vừa nói, ông ta vừa khẽ lắc đầu, ta không muốn chọc tức người phụ nữ này. Nghe ông lão nói vậy, Diệp Quân cùng Cao Thú nhìn nhau, Diệp Quân lập tức hỏi, người phụ nữ kia lợi hại như vậy sao? Ông già cười khổ nói, người phụ nữ này không chỉ lợi hại, hơn nữa còn không thèm nói lý, nếu như ta bán cho các ngươi. Sau này bà ta nhất định sẽ ghim ta, hai. Trầm mặc một hồi, Diệp Quân khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi cùng Cao Thú và Ngao Thiên Thiên. Mà vừa lúc ba người chuẩn bị ra khỏi cửa, ông già lại nói, cũng không cần đi hỏi ở chỗ khác đâu, ở chỗ này, ai cũng sẽ không muốn đắc tội với người phụ nữ đó. Diệp Quân cười nói, cảm ơn ông đã cho ta biết. Nói xong, ba người xoay người rời đi. Bên ngoài, Cao Thú trầm giọng nói, ta biết người phụ nữ này rất có thực lực, nhưng không ngờ bà ta lại lợi hại như vậy. Diệp Quân cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ tới người nơi này lại không dám khiêu khích người phụ nữ kia. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, thôi bỏ đi. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên mỉm cười và nói, không có vảy chiến thú, ta cũng có thể đạt đến tổ cảnh, nhưng có thể cần thêm một chút thời gian. Diệp Quân trầm giọng nói, 100 đạo tổ nguyên. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, bà ta quá đen tối. Mặc dù chúng ta không quan tâm đến tiền, nhưng bỏ ra số tiền như vậy ta cũng không vui. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, được. Nhưng vào lúc này, ba người tựa hồ cảm giác được cái gì đó, quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có ba người đứng ở hắc điếm. Nhìn thấy ba người này, sắc mặt Diệp Quân nhất thời trầm xuống. Ba vị thần linh. Tuy nhiên, những gì hắn nhìn thấy lúc đầu chỉ là phân thân, nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn là ba vị thần bản thể.
Diệp Quân biết rằng ba vị thần này đang tìm kiếm hắn, nhưng hắn không ngờ rằng đối phương sẽ trực tiếp tìm đến đạo thị. Ba vị thần lạnh lùng nhìn Diệp Quân một cái, Mạt Ách dẫn đầu nói, ngươi cho là nơi này có thể bảo vệ ngươi sao? Diệp Quân cười nói, các ông giỏi đấy, vậy mà có thể đuổi theo đến tận đây. Mạt Ách chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quân, lắc đầu, ta không biết tại sao thượng thần lại chọn một người phàm để truyền thừa tất cả của mình. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi không làm được như lão sư, thay đổi trời đất đâu. Diệp Quân lắc đầu cười nói, những thứ này không cần nói, muốn đoạt truyền thừa, cứ nói thẳng là được. Mạt Ách nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi cho rằng mình ở đây là tuyệt đối an toàn sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Nói xong quay người rời đi. Ba vị thần linh đi thẳng vào hắc điếm. Nhìn thấy vậy, Diệp Quân cau mày, Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói, ta phải đến được tổ cảnh. Hiện tại thiếu sót lớn nhất của Diệp Quân không phải là thiếu cảnh giới kiếm đạo, mà là thiếu cảnh giới tự thân. Nếu như cô ấy có thể đạt tới tổ cảnh, thì Diệp Quân cũng có thể dung hợp với cô ấy, đạt tới tổ cảnh. Chỉ khi Diệp Quân đạt đến tổ cảnh, đối mặt với những vị thần linh thực sự này, hắn mới có thể có cái để chiến đấu. Mà hiện tại, nếu cô ấy muốn nhanh chóng đạt tới tổ cảnh, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng vảy chiến thú. Bởi vì bên trong ẩn chứa uy năng chiến thú, có thể tăng cường thực lực của cô ấy lên rất nhiều. Bên cạnh Diệp Quân, Cao Thú đột nhiên nói, Diệp huynh, mặc dù không thể động thủ ở đây, nhưng có một ngoại lệ. Diệp Quân nhìn Cao Thú đang định nói chuyện, thì lúc này, bà chủ của hắc điếm phía xa đột nhiên đi ra, sau lưng bà ta, có ba vị thần linh. Bà chủ hắc điếm chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, tiểu Mỹ Nam, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Diệp Quân nhìn bà chủ mà không nói lời nào. Bà chủ cười nói, vừa rồi ta phát hiện trong điện của ta một tổ mạch biến mất, hôm nay chỉ có ngươi tiến vào điện của ta, cho nên. Ta nghi là các ngươi đã trộm tổ mạch của ta, để chứng minh sự vô tội của các ngươi, ta phải lục soát các ngươi. Lục soát. Nghe vậy, sắc mặt Cao Thú nhất thời trầm xuống, ông ta liếc nhìn ba người phía sau bà chủ, trầm mặc không nói gì. Diệp Quân nhìn chằm chằm bà chủ hắc điếm, đây là ân oán giữa ta và bọn họ. Bà chủ cười nói, ta không nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi, ta chỉ biết ngươi trộm tổ mạch của ta, dựa theo quy củ nơi này, ta có thể lục. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên lao về phía trước, bà chủ hắc điếm còn chưa kịp phản ứng, Diệp Quân đã nắm lấy cổ họng của bà ta, vặn mạnh. Rắc, đầu của bà chủ đã bị hắn nâng lên đột ngột như vậy. Máu tuôn ra, tay trái Diệp Quân ôm đầu của bà chủ hắc điếm, tay phải tháo chiếc nhẫn của bà chủ ra. Sau đó bình tĩnh nói cho đúng, ta bình thường không ăn trộm, ta chỉ cướp thôi. Mọi người, việc giết người đột ngột của Diệp Quân khiến mọi người ở đó choáng váng. Bởi vì không ai nghĩ rằng Diệp Quân lại dám giết người, hơn nữa còn là bà chủ của hắc điếm có lai lịch bí ẩn. Ba vị thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quân, sắc mặt rất khó coi, nhưng trên mặt trong nháy mắt lại lộ ra nụ cười. Diệp Quân giết người ở đây chỉ tốt cho họ. Không có chỗ nào xấu cả. Ngược lại, trán Cao Thú thì lấm tấm mồ hôi lạnh, ông ta thật sự không ngờ rằng Diệp tiểu hữu này lại dám động thủ, hơn nữa vừa ra tay liền giết không thương tiếc. Quá độc ác. Diệp Quân âm thầm cất chiếc nhẫn của bà chủ đi, trong chiếc nhẫn quả thật có một tổ mạch, nhưng không lớn bằng chiếc nhẫn của thần nhất để lại, bên cạnh đó còn có một đống bảo vật vô cùng quý giá. Bà chủ này giàu thật đấy. Diệp Quân không hề liều lĩnh. Mà vì hắn biết người phụ nữ này nhất định đã lấy được lợi ích của ba vị thần linh này, vì vậy bà ta mới nhắm vào hắn. Lúc này nếu nói lý lẽ với đối phương, chắc chắn hắn sẽ chỉ tự chuốc nhục thôi. Trong trường hợp đó, hắn quyết định ra tay. Khi xung đột là không thể tránh khỏi, hắn dứt khoát chọn tấn công trước. Hai mắt trên đầu bà chủ vẫn trợn to, cho đến khi chết, bà ta cũng không ngờ, thanh niên trước mắt lại dám giết bà ta. Phải nói. Bà ta cảm thấy mình chết rất oan uổng. Sau khi cất nhẫn của bà chủ đi, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn ba người Mạt Ách cách đó không xa, đang định một là không làm gì hai là xử lý đến cùng thì bốn người đột nhiên từ con phố cách đó không xa đi tới. Bốn người đàn ông mặc trang phục nha sai, tay trái cầm đao, tay phải cầm xích sắt, đang chậm rãi đi về phía hắn. Nhìn thấy bốn người này, sắc mặt Cao Thú bên cạnh Diệp Quân nhất thời trở nên nghiêm túc, đây là đạo binh.
phụ trách trấn an đạo thị. Đạo binh. Diệp Quân nhìn bốn người, bọn họ đều ở tổ cảnh, không chỉ như vậy, còn có tu vi. Ba vị thần linh nhìn Diệp Quân với vẻ mặt vui vẻ. Làm điều đó ở nơi này chắc chắn là tìm đến cái chết. Ngay cả bọn họ cũng sẽ không phá vỡ quy tắc ở nơi này, cũng chính vì lý do này mà bọn họ mới bỏ ra rất nhiều tiền để nhờ bà chủ của Hắc Điếm giúp đỡ. Nhưng họ không ngờ rằng Diệp Quân sẽ thẳng tay giết bà ta. Tất nhiên, nó cũng không phải là một điều xấu. Bốn đạo binh chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân đám người, đạo binh dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi đi theo chúng ta, hay là chúng ta còng tay ngươi? Diệp Quân gật đầu, ta đi cùng các ngươi. Đạo binh gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Quân quay đầu nhìn Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, sau đó quay trở lại tiểu tháp. Diệp Quân lại nhìn Cao Thú, cười nói, Cao Huynh, chúng ta gặp nhau sau. Nói xong, hắn đi theo bốn người họ về phía xa. Nhìn đám người Diệp Quân rời đi, Cao Thú thấp giọng thở dài, một khi tiến vào đạo ngục, thật sự sống không bằng chết. Diệp tiểu hữu này nóng tính quá. Nhưng, vừa nghĩ tới đối phương là kiếm tu, ông ta lại yên tâm trở lại. Có bao nhiêu kiếm tu trên đời này có tính khí tốt chứ? Mạt Ách đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, ba người đi theo. Diệp Quân được bốn đạo binh dẫn đến một gian phòng tối, một đạo binh nhìn Diệp Quân, vào trong chờ xét xử. Diệp Quân lấy ra 10 đạo tổ nguyên đặt vào trong tay đạo binh, nói, vị huynh đệ này, xét xử gì đó. Có thể giải thích chút không? Người đạo binh liếc nhìn tổ nguyên trong tay, rồi lặng lẽ cất nó đi, bất cứ ai vi phạm pháp luật trong đạo thị đều sẽ bị xét xử, do Tư Pháp Thiên Quân tự mình xét xử. Diệp Quân hỏi, loại như ta thường sẽ bị xét xử như nào? Đạo binh liếc hắn một cái, phá nát thân thể, giam giữ linh hồn. Diệp Quân im lặng, đạo binh đột nhiên hỏi, người biết người ngươi giết là ai không? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Đạo binh khẽ lắc đầu, người giết người của nhà họ Kỳ, ngươi. Biết nhà họ Kỳ không? Diệp Quân lắc đầu. Đạo binh có chút nghi hoặc, người cái gì cũng không biết, sao dám giết người? Diệp Quân cười nói, giết trước rồi nói sau. Đạo binh cười nói, người được lắm, nhưng ta phải nói cho người biết, người đã đắc tội một thế lực không nên đắc tội, nhà họ Kỳ này được xếp vào 5 thế lực đứng đầu. Người giết người của bọn họ sẽ không bao giờ tha. Nói đến đây, hắn nhíu mày, người không cần xét xử. Diệp Quân nhìn đạo binh nói, ta vừa nhận được tin báo rằng người của nhà họ Kỳ đã lên đường. Ngay khi bên kia đến, chúng ta sẽ giao ngươi cho nhà họ Kỳ và để nhà họ Kỳ xử lý. Diệp Quân có chút hiếu kỳ, thế giới này có những thế lực gì? Có nhà họ Dương không? Đạo binh khẽ nhíu mày, nhà họ Dương. Diệp Quân gật đầu. Suy nghĩ một chút, đạo binh lắc đầu, không có nhà họ Dương. Diệp Quân im lặng. Ông nội và bố khiêm tốn quá. Đạo binh chỉ vào đại sảnh tối đen trước mặt, vào đi. Diệp Quân khẽ gật đầu. Sau đó đi vào trong đại sảnh càng tối hơn, bên trong trừ hắn ra, còn có 2 người bị nhốt ở bên trong, một nam một nữ, ông già cuộn mình trong một góc, dùng tay ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vào hắn. Về phần người phụ nữ, cô ta đang ngồi khoanh chân ở giữa đại sảnh, mặc một chiếc váy trắng, đôi mắt hơi nhắm lại, như thể cô ta không biết Diệp Quân đang đi vào. Diệp Quân nhìn xung quanh, những bức tường xung quanh được vẽ bằng đủ loại bùa kỳ lạ. Có những sức mạnh kỳ lạ trong những lá bùa kỳ lạ này. Diệp Quân cố gắng vận chuyển huyền khí, nhưng ngay khi hắn kích hoạt huyền khí, những phù văn kỳ lạ xung quanh hắn đột nhiên phát ra ánh sáng đen. Bùm! Vô số tia sét đột nhiên từ 4 phía bay ra, sau đó oanh tạc Diệp Quân. Diệp Quân choáng váng vì bị điện giật. Xa xa, ông già cuộn mình trong góc cười lạnh một tiếng, tự tìm đến cái chết. Một lúc sau, Diệp Quân đứng dậy. Toàn thân có chút máu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thấy cảnh này, trong mắt ông già hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng cùng ông già, sau đó đi tới một bên ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nơi này rất đặc biệt, thậm chí còn đặc biệt hơn so với động thiên thần nhất, về cơ bản là không thể phá vỡ phong ấn ở đây, bởi vì không chỉ có phong ấn của thần nhất mà còn có sức mạnh phong ấn của rất nhiều cường giả đỉnh cấp khác. Do đó, đơn giản là không thể cưỡng bức phá vỡ phong ấn ở đây.
Mượn dùng chút. Trừ khi, có thể mượn một thanh kiếm từ cha hoặc cô. Hai thanh kiếm đó có thể phá vỡ sức mạnh của mọi phong ấn. Tất nhiên, thanh kiếm của ông nội cũng tốt. Hắn đã lên kế hoạch rằng khi cần thiết, hắn sẽ mượn kiếm để giết ba vị thần linh. Lúc này, ông già cuộn mình trong góc đột nhiên nói, người đã phạm tội gì? Diệp Quân liếc mắt một cái, nói, giết người. Ông lão cau mày, người giết người ở đạo thị sao? Diệp Quân gật đầu. Ông lão giơ ngón tay cái lên, người được đấy, cho dù không chết cũng phải ngồi tù. Diệp Quân nói, thế còn ông? Ông lão nhẹ giọng nói, ăn cắp. Diệp Quân hỏi, bản án bao lâu? Ông lão bình tĩnh nói, ta đã bị giam cầm hơn 300 năm rồi. Diệp Quân theo bản năng nói, tại sao không trốn? Ông già nhìn chằm chằm Diệp Quân, có chút bất mãn nói, nếu như có thể trốn, ta sẽ không trốn chắc. Diệp Quân cười giễu cợt, cũng phải. Ông lão có chút hiếu kỳ, ngươi giết ai? Diệp Quân nói, bà chủ của Hắc Điếm. Cái gì? Ông lão sửng sốt, đột nhiên đứng lên, không thể tin nói, ngươi giết bà chủ Hắc Điếm. Ở giữa đại sảnh, người phụ nữ váy trắng cũng mở mắt liếc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, ừ. Ha ha. Ông lão giơ ngón tay cái lên, ngươi được của nó đấy, giết cả bà ta. Diệp Quân có chút tò mò, ông cũng biết bà ta à? Ông lão cười nói, đến đạo thị ai mà không biết con mụ hiểm độc đó. Bà ta đã lừa không biết bao nhiêu người, nhưng vì có nhà họ Kỳ sau lưng nên không ai dám khiêu khích bà ta. Không ngờ bà ta lại chết ở trong tay ngươi, đúng là không phải không có quả báo mà do thời chưa tới thôi. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, ngươi biết nhà họ Kỳ không? Diệp Quân lắc đầu. Ông lão cười quái dị, thì ra là không biết. Diệp Quân liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng ông già vẫn nói nhảm, ngươi không biết nhà họ Kỳ đáng sợ cỡ nào sao? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Ông lão cười khẽ, nhà họ Kỳ này có cường giả tiên linh có trong truyền thuyết. Diệp Quân có chút hiếu kỳ, tiên linh là gì? Ông lão đột nhiên cười. Diệp Quân nhíu mày, lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên nói, cường giả tiên linh là cường giả tiến vào cảnh giới thần đạo. Chỉ có người có ít nhất 3 phần thần tính thuần túy mới có thể được xưng là tiên linh. Diệp Quân nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, không biết ba vị thần linh ngoài kia có được tính là cảnh giới thần đạo hay không, nếu như bọn họ ở trạng thái này, đối phương có bao nhiêu thần tính thuần túy. Diệp Quân đột nhiên đứng dậy, hắn đi tới cửa đại sảnh, bất luận như thế nào cũng không thể ngồi yên, hắn phải rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Diệp Quân đi tới cửa chính điện, ông già đột nhiên cười lạnh, người không thể đi ra, phong ấn nơi này là do vô số cường giả có ít nhất 5 phần thần tính thuần túy liên thủ bày ra, người hoàn toàn không phá được. Diệp Quân không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm nói, cha, cho con mượn kiếm chút. Keng! Một tiếng kiếm đột nhiên từ trên trời rơi xuống, sau một khắc, trong tay Diệp Quân xuất hiện một thanh kiếm phá vỡ tất cả phong ấn. Kiếm Thanh Huyên! Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông già nhất thời biến đổi, ngươi. Cô gái váy trắng cũng đột ngột ngồi dậy, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Quân, nói có cần giúp không? Diệp Quân lắc đầu, không cần. Vừa nói, hắn vung kiếm ra. Bùm! Với nhát kiếm này, hàng rào vô hình trước mặt hắn trực tiếp bị phá vỡ. Diệp Quân bước nhanh ra ngoài, mà người phụ nữ mặc váy trắng cũng nhanh mắt nhanh tay. Nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Diệp Quân và đi ra ngoài. Ngay khi hai người đi ra ngoài, kết giới lập tức trở lại bình thường. Nhìn thấy cảnh này, ông già vội vàng đi tới cửa tiểu hữu, tiểu hữu. Diệp Quân không để ý tới ông già, hắn nhìn xung quanh, rất nhanh liền tìm được khí tức của ba vị thần linh. Sau một khắc, hắn trực tiếp vung kiếm lên, lao về phía ba vị thần. Với kiếm Thanh Huyên, những phong ấn đó không có tác dụng gì với hắn. Bởi vì thanh kiếm này có thể phá vỡ mọi thứ, nhưng khi Diệp Quân vừa lao đến trước mặt ba vị thần linh, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã bay đi. Diệp Quân! Nhìn thấy Diệp Quân đột nhiên tới gần, sắc mặt ba người mạt ách đều thay đổi, chẳng lẽ tu vi của Diệp Quân đã khôi phục rồi sao? Sao lại thế được? Ba người sau khi định thần lại, trên mặt tràn đầy cảnh giác, như thể đối mặt với kẻ địch vậy. Họ không ngờ Diệp Quân sẽ trốn thoát khỏi nhà tù đó. Làm thế nào mà tên này thoát ra được? Ba người họ đầy nghi ngờ.
Diệp Quân nhìn ba người họ, nhưng vẫn im lặng. Kiếm Thanh Huyên bỏ chạy. Không có Kiếm Thanh Huyên, những sức mạnh phong ấn đó lại xuất hiện mà với thực lực cá nhân hiện tại của hắn, hắn hoàn toàn không thể chống lại những sức mạnh phong ấn đó. Diệp Quân đau đầu, Kiếm Thanh Huyên này sao đột nhiên chạy mất vậy? Ở phía bên kia, trên một con phố nào đó, một cô bé đang đối đầu với một đạo binh. Cô bé này là Nhị Nha. Trên vai Nhị Nha, anh chàng màu trắng nhỏ bé đang vung vẩy thanh kiếm trong móng vuốt của mình. Mà ở một góc khuất nào đó, một người đàn ông áo trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng bên cạnh, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Thanh Nhi, sao bọn chúng có thể mượn kiếm của ta chứ? Người phụ nữ váy trắng chớp chớp mắt, đang muốn nói gì đó, thì người đàn ông áo trắng nghiêm túc nói, đừng có mà chớp mắt. Người phụ nữ váy trắng. Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng nói, khó trách Kiếm Thanh Huyên thường xuyên bay đi, ra là đã bị bọn họ mượn. Người phụ nữ váy trắng nói, có khả năng thanh kiếm này không phải của ông. Người đàn ông áo trắng. Trên đường phố, Diệp Quân đối mặt với ba vị thần linh, cả hai đều không dám di chuyển. Ba vị thần linh lúc này tự nhiên vô cùng sợ hãi, bọn họ không ngờ rằng Diệp Quân chẳng những có thể thoát khỏi đạo ngục, còn có thể khôi phục tu vi. Bọn họ giờ phút này thật sự khó chịu, đám đạo binh đều là lũ vô dụng à. Nơi này còn có phong ấn, chẳng phải nói cho dù là cường giả tiên linh khi tới đây cũng phải tuân thủ quy tắc sao. Chơi nhau à. Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của ba người mặt ếch, Diệp Quân đột nhiên rút kiếm Hiên Viên ra, khoa chân múa tay, ta đâm chết các ông. Sắc mặt ba người đột nhiên biến đổi, liên tục lui về phía sau. Thấy Diệp Quân không đâm. Ba người mặt ếch biết mình bị trêu chọc, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Diệp Quân trong lòng vội vàng nói, Thanh Huyên. Hắn biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết ba vị thần linh này, lúc này giao cho hắn một thanh kiếm Thanh Huyên, chết tiệt, hắn sẽ giết hết tất thảy. Ở một con phố khác, kiếm Thanh Huyên trong tay Tiểu Bạch khẽ run lên sau khi nghe thấy tiếng gọi của Diệp Quân. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vô kiếm Thanh Huyên, sau đó nhanh chóng vung tiểu móng vuốt của mình lên. Kiếm Thanh Huyên. Cuối cùng, Diệp Quân vẫn không mượn được của Tiểu Bạch. Khi Nhị Nha và Tiểu Bạch đối diện, những tên đạo binh dường như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Cùng lúc đó, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Bạch. Linh Tổ. Hơn nữa, còn là một Linh Tổ sống, điều này thực sự quá hiếm. Có sự tham lam rõ mồn một trong mắt nhiều người. Tất cả các thần bảo đều chẳng là gì so với Linh Tổ này. Tuy nhiên, ánh mắt của nhiều người tinh mắt lại đổ dồn vào Nhị Nha, vừa rồi cô bé này đã đấm một người muốn mua Linh Tổ bằng vũ lực. Nhị Nha nhìn đạo binh kia, liếm kẹo và nói chuyện không. Đạo binh do dự một lúc, rồi nói, người không thể giết người ở đây. Nhị Nha cau mày, cô bé chỉ vào vũng máu trên mặt đất phía xa, ta đã nói với hắn là ta không bán. Hắn vẫn còn bám giết theo ta, nói gì mà đến từ nhà họ Cao, nếu ta không bán thì cũng đừng hòng bước ra ngoài. Nhà họ Cao. Nghe những lời của Nhị Nha, khuôn mặt của đạo binh tối sầm lại. Nơi này tuy rằng có quy tắc, nhưng quy tắc cũng không phải là tuyệt đối, có đôi khi để đạt được thần vật mình yêu thích tôn sùng, bình thường cũng dùng một ít thủ đoạn, đương nhiên nếu không đủ mạnh, động vào hàng độc, chỉ có thể trách bản thân đen đủi thôi. Người nhà họ Cao này đúng là đen mà. Tuy nhiên, bây giờ cũng hơi khó đối phó. Bắt hay không? Hai tên trước mặt thoạt nhìn không dễ chọc. Nhị Nha đột nhiên ôm lấy Tiểu Bạch đi về phía xa, đi được hai bước, cô bé quay đầu nhìn về phía đạo binh, người còn theo chúng ta nữa, ta sẽ bắt đầu cướp bóc đấy. Đạo binh. Kể từ khi bước vào nơi này, Nhị Nha và Tiểu Bạch đã rất phấn khích. Bảo vật ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, họ vẫn ghi nhớ lời dặn dò của An Nam Tịnh, không thể lấy đồ của người khác mà không có lý do. Tuy nhiên, hai bạn nhỏ này rõ ràng là không thể chịu đựng được nữa. Vì có quá nhiều bảo vật mà. Đạo binh liếc nhìn Nhị Nha, nhưng không dám hành động hấp tấp, vì vậy chỉ có thể nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch chậm rãi đi về phía xa. Tuy nhiên, nhiều người đã bí mật đi theo Nhị Nha và Tiểu Bạch. Không có cách nào, sự cám dỗ của Linh Tổ quá lớn. Đạo binh quay người rời đi, chuyện này nhất định phải báo cáo cho cấp trên xử lý. Quy tắc của thị trấn nhỏ quả thực khiến người bình thường không dám phá vỡ chúng,
nhưng những người dám làm như vậy chắc chắn không phải là người bình thường. Ở bên kia đường, Diệp Quân vẫn đang đối đầu với ba người mặt ách. Nếu không mượn được kiếm Thanh Huyên, Diệp Quân cũng không ra tay, bởi vì không có ý nghĩa. Sở dĩ lúc trước hắn có thể giết bà chủ Hắc Điếm, hoàn toàn là bởi vì bà chủ quá ngu ngốc, ở quá gần hắn, không có bất kỳ phòng bị nào, nếu không, hắn rất khó giết được bà ta. Nhưng vào lúc này, ba người mạt ách đều đề phòng hắn. Diệp Quân nhìn ba người họ, thầm nghĩ thật đáng tiếc khi kiếm Thanh Huyên một đi không trở lại, nếu nó đi muộn hơn một chút thì hắn đã có thể giết chết ba vị thần linh này rồi. Diệp Quân không lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, xoay người rời đi. Ba người mạt ách nhìn thấy Diệp Quân rời đi, không dám động. Trầm mặc hồi lâu, mạt ách mới nói, ta đợi rời khỏi nơi này. Mặc kệ Diệp Quân khôi phục tu vi là do đâu, có thể khẳng định là người này có thể ở chỗ này khôi phục tu vi. Quá nguy hiểm. Nghe được lời của mạt ách, hai người còn lại liên tục gật đầu, nơi này thật sự là không thể ở lại nữa. Nếu như Diệp Quân lại khôi phục tu vi, như vậy bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chịu chết. Ba người bọn họ vừa nói đi là đi, chắc chắn Diệp Quân cũng không dám ở nơi này quá lâu, dù sao Diệp Quân cũng vừa mới giết người của nhà họ Kỳ nhất định sẽ không tha cho hắn. Ngay khi ba người chuẩn bị rời đi, một người đàn ông trung niên đột nhiên từ cách đó không xa đi tới, ba người các ngươi chờ một chút. Ba người mạt ách quay đầu lại nhìn, người đàn ông trung niên đi tới trước mặt ba người, liếc nhìn ba người một cái rồi nói, ta là Kỳ Nguyên nhà họ Kỳ. Nhà họ Kỳ. Ba người mạt ách nhìn nhau không nói gì. Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, ba người đoán không sai, lần này ta tới là vì tên thanh niên kia. Mạt ách cười và nói, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, tên thanh niên tên Diệp Quân mới là người đã giết người nhà ông. Vừa nói, ông ta vừa nhanh chóng chỉ cách đó không xa, hắn vừa mới đi từ kia, hiện tại nếu như ông đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp. Kỳ Nguyên nhìn ba người bọn họ chằm chằm, ta tới tìm ba người các ông. Mạt ách cau mày. Kỳ Nguyên liếc nhìn ba người họ, theo như ta biết, người nhà họ Kỳ ta bởi vì nhận lời giúp ba người mới chuốc lấy phiền phức, có nghĩa là, cái chết của bà ta cũng tính là do ba người gián tiếp gây ra, đương nhiên không phải đến đây để báo thù ba người các ông, lấy tiền của người, làm việc cho người, đó là chuyện đương nhiên, nếu bà ta chết thì do bà ta ngu thôi. Ba người mạt ách không nói gì, chờ đợi. Kỳ Nguyên tiếp tục nói, theo ta được biết, ba người các ông tới đây là vì truy sát thanh niên kia, ngẫm lại, ba người các ngươi chắc chắn biết lai lịch của thanh niên kia. Mạt ách cười và nói, quả thật là biết, tên đó là một kiếm tu thiên tài trong vũ trụ thần nhất của chúng ta. Hắn xảy ra chút mâu thuẫn với tộc của chúng ta, sau đó đã giết rất nhiều tộc nhân của chúng ta. Vì vậy, ba người chúng ta đã truy sát hắn. Ta chỉ không ngờ rằng hắn lại chạy vào đạo thị, chính vì vậy, chúng ta đã tìm đến những người từ nhà họ Kỳ để giúp đỡ, nhưng ta không ngờ rằng Diệp Quân gan cùng mình như vậy, ở đây mà cũng dám giết người. Nói xong, ông ta vừa thấp giọng thở dài, hắn biết đó là người nhà họ Kỳ, nhưng vẫn giết chết, hắn căn bản không coi trọng nhà họ Kỳ. Kỳ Nguyên liếc nhìn ba người họ, rồi nói, cũng chỉ là một kiếm tu thiên tài. Mạt ách mỉm cười và nói, chứ còn sao nữa. Kỳ Nguyên khẽ nhíu mày, chỉ là một kiếm tu thiên tài, lại dám ở chỗ này giết người. Mạt ách bình tĩnh nói, điếc không sợ súng. Kỳ Nguyên nhìn ba người lần cuối, không nói một lời xoay người rời đi. Mạt ách trầm giọng nói, người này đang hoài nghi thân phận của Diệp Quân. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhíu mày, Diệp Quân này có lai lịch gì? Trên thực tế, bọn họ cũng quên điều tra lai lịch của Diệp Quân, bọn họ chỉ biết là Diệp Quân đã có được truyền thừa của Thượng Thần, hiển nhiên, người bình thường không thể nào đạt được truyền thừa của Thượng Thần. Thần linh tổ tiên nhà họ Triệu thấp giọng nói, mặc kệ lai lịch của hắn, người này được lão sư truyền thừa, là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến người này rời đi. Mạt ách nói, đi tìm thuyền bà, đi thôi. Nói xong, ba người xoay người rời đi. Bên kia, Kỳ Nguyên đi tới một con phố, một lão giả áo đen xuất hiện ở bên cạnh, cung kính nói, Nguyên trưởng lão. Kỳ Nguyên ánh mắt lạnh lùng, ông cha ra lai lịch tên kia chưa? Ông lão áo đen lắc đầu, ta chỉ biết người này vào từ vũ trụ thần nhất thôi, trừ cái kia ra, ta không tìm được cái gì khác. Kỳ Nguyên nhíu mày thật sâu.
Lão già áo đen trầm giọng nói, Nguyên trưởng lão, mặc kệ người này lai lịch như thế nào, nếu dám giết người nhà họ Kỳ ta, hắn nhất định phải trả giá đắt, nếu không, uy vọng nhà họ Kỳ ta ở nơi này. Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, không vội. Ông già áo đen khó hiểu. Kỳ Nguyên xoay người nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, nhà họ Kỳ ta có thể đứng sừng sững ở bảng xếp hạng các thế giới, ngoại trừ nhiều đời có thiên tài, cũng là bởi vì hai chữ cẩn thận. Không nên hành động một cách tùy tiện cho đến khi nắm được thông tin chi tiết thực sự của đối phương. Đôi khi, ra tay thì dễ, nhưng thu tay thì lại khó. Nói đến đây, ánh mắt của ông ta dần dần trở nên lạnh lùng, hơn nữa, ba người kia rõ ràng là muốn lợi dụng ta làm vũ khí. Bọn chúng được lắm. Ông lão áo đen trầm giọng nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỳ Nguyên nói, tiếp tục điều tra, chờ xem chuyện gì xảy ra. Lão già áo đen do dự một chút, sau đó nói, Nguyên trưởng lão, nếu như thanh niên này lai lịch không tệ, nhà họ Kỳ không thể động tay vào, như vậy Lê cô nương hận. Kỳ Nguyên mặt không đổi sắc, vậy thì Kỳ Lê chỉ là người làm công tạm thời được nhà họ Kỳ ta thuê, cô ta không liên quan gì đến nhà họ Kỳ ta. Ông già áo đen. Trên đường, Diệp Quân bước nhanh, hắn cũng không vội đi ra ngoài, hiện tại đánh không lại ba vị thần linh. Cho nên nhiệm vụ cấp bách nhất chính là tăng cường thực lực của bản thân cùng Ngao Thiên Thiên. Vì vậy, Diệp Quân lại đến cửa hàng thứ hai. Vừa bước vào, lão trưởng quầy trông như sắp gặp phải kẻ địch đáng gờm và cực kỳ cảnh giác. Rõ ràng, lão đã biết về việc Diệp Quân giết bà chủ của Hắc Điếm. Diệp Quân đi tới trước mặt lão trưởng quầy, nói thuật dẫn đạo cổ xưa, ra giá đi. Lão chủ tiệm liếc nhìn Diệp Quân một cái, chần chờ không nói. Diệp Quân nhíu mày, bà chủ của Hắc Điếm đã chết, ông còn sợ cái gì? Lão chủ tiệm do dự một chút, sau đó nói, cái này nhà họ Kỳ. Diệp Quân nhìn chằm chằm lão trưởng quầy, không nói gì. Diệp Quân nhìn chằm chằm khiến lão trưởng quầy có chút sợ hãi, vội vàng nói, 30 tổ nguyên là đủ rồi. Mặc dù không muốn chọc giận nhà họ Kỳ, nhưng người trước mắt này cũng không phải người tốt gì, nếu như tên này lại ra tay thô bạo. Cũng không dám chắc có thể chống cự nổi. Nghe lão trưởng quầy nói vậy, Diệp Quân xòe bàn tay ra, 30 tổ nguyên chậm rãi bay đến trước mặt lão trưởng quầy. Lão trưởng quầy cất 30 tổ nguyên đi, sau đó lấy ra một cuộn sách cổ, đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân thu hồi cuộn sách, sau đó xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, lão trưởng quầy đột nhiên nói, theo ta được biết, người nhà họ Kỳ đã tới rồi. Nhà họ Kỳ. Diệp Quân ôm quyền, cảm ơn. Nói xong, Diệp Quân rời khỏi tiệm, trước khi đi còn liếc nhìn tên cửa hàng. Cửa hàng nhà họ Chu. Đó là tên của cửa hàng. Thấy Diệp Quân rời đi, lão trưởng quầy khẽ lắc đầu, sở dĩ nhắc nhở hắn, là bởi vì ông ta không thích bà chủ của Hắc Điếm. Nhiều năm qua, bà chủ của Hắc Điếm dựa vào quyền lực của nhà họ Kỳ nên rất hống hách, hầu hết các chủ cửa hàng ở đây đều bị bà ta ức hiếp. Nếu giết một người như vậy, đối với những cửa hàng trong thị trấn nhỏ này mà nói, chính là vì dân trừ hại. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Diệp Quân đi tới một góc phố, hắn mở cuộn sách màu đen ra, giữa hai lông mày đột nhiên hiện lên một tia sáng đen, rất nhanh, vô số tin tức như thác lũ tràn vào trong đầu hắn. Thuật dẫn đạo cổ xưa. Công năng của thuật dẫn đạo cổ xưa này là truy tìm nguồn gốc. Nói một cách đơn giản là có thể thông qua những mảnh vỡ của chiến thú để tìm ra bản thân chiến thú. Sau một hồi, Diệp Quân đã hoàn toàn nắm vững thuật dẫn đạo cổ xưa này, sau đó hắn lấy vảy chiến thú ra. Hai lòng bàn tay Diệp Quân mở ra, trong cơ thể hắn vận chuyển thuật dẫn đạo cổ xưa, rất nhanh, từ lòng bàn tay của hắn nổi lên một tia bạch khí, những bạch khí này tràn vào trong vảy, vảy chiến thú dần dần run lên. Cùng lúc đó, một hình ảnh không xác định đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Diệp Quân. Một lúc sau, Diệp Quân cau mày. Lúc này, Ngao Thiên Thiên hỏi, sao rồi? Diệp Quân trầm giọng nói, ở Sơn Hải Giới. Ngao Thiên Thiên nói, chúng ta phải đi đến Sơn Hải Giới à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy tay Ngao Thiên Thiên, đi thôi. Rất nhanh. Diệp Quân mang theo Ngao Thiên Thiên trở lại cửa hàng nhỏ của nhà họ Chu trước đó, nhìn thấy hai người Diệp Quân quay lại, lão trưởng quầy có chút kinh ngạc, ngươi. Diệp Quân hơi nắm quyền, sau đó nói, trưởng quầy, ta muốn hỏi ông một chuyện,
chúng ta muốn đến Sơn Hải Giới, thì phải làm sao? Lão chủ tiệm cau mày, đi Sơn Hải Giới. Diệp Quân gật đầu, ừ. Lão trưởng quầy trầm giọng nói, ta không khuyên ngươi đi. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Lão trưởng quầy khẽ lắc đầu, nơi đó thật sự quá nguy hiểm, đừng nói ngươi, cho dù là cường giả cảnh giới đạo thần, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra vảy chiến thú, trưởng quầy có biết loại này vảy ở nơi nào bán không? Lão trưởng quầy nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc nói, vảy chiến thú. Diệp Quân gật đầu. Lão trưởng quầy nói, đây là thứ tốt, là vảy của chiến thú Sơn Hải Giới, con chiến thú này có chiến ý, thiên hạ vô song, nếu yêu thú có thể nuốt chửng chiến ý của nó, sức mạnh chiến đấu sẽ được tăng lên rất nhiều. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, thứ này chỉ có Sơn Hải Giới mới có, nếu muốn, chỉ có thể đi Sơn Hải Giới. Diệp Quân nghiêm túc nói, xin trưởng quầy cho ta biết đường đến Sơn Hải Giới. Lão trưởng quầy trầm giọng nói, nếu như ngươi thật sự muốn đi, ta đề nghị ngươi đi theo đoàn. Diệp Quân có chút khó hiểu, theo đoàn. Lão trưởng quỹ gật đầu, đúng vậy, có một binh đoàn đi Sơn Hải Giới, bọn họ đang tuyển người, ngươi có thể đi theo bọn họ, nếu may mắn, có thể lấy được một ít vảy chiến thú, bởi vì chiến thú mỗi lần lột vảy, sẽ có người đến thử vận may. Diệp Quân hỏi, làm thế nào để gia nhập binh đoàn đó? Lão trưởng quầy nói, đến quán rượu nhà họ Lý, sau khi ra ngoài sẽ phải đi qua hai con phố sẽ thấy. Diệp Quân ôm quyền, cảm ơn. Nói xong quay người rời đi. Diệp Quân đi theo con đường mà trưởng quầy chỉ, sau khi băng qua hai con phố, anh đến quán rượu nhà họ Lý, nơi có rất nhiều người tụ tập. Ngay khi Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên bước vào quán rượu, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào họ, trong nhóm người này, Diệp Quân nhìn thấy một người quen thuộc. Cao Thú. Nhìn thấy hai người Diệp Quân, Cao Thú vội vàng chào đón họ và cười nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Quân cười nói, ừ. Cao Thú cười, ta biết đạo ngục không thể nào giam được ngươi mà, nào, ta sẽ mua cho ngươi một ly. Nói xong, kéo Diệp Quân ngồi xuống bàn rượu bên cạnh. Mà xung quanh, có mấy người tò mò nhìn Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên, họ đã nghe nói về Diệp Quân. Anh chàng này đã giết bà chủ của Hắc Điếm. Trên bàn rượu, Cao Thú đột nhiên nói, ngươi cũng đi Sơn Hải Giới à? Diệp Quân gật đầu, sau đó hỏi, Cao Huynh, Huynh cũng đi sao? Cao Thú cười nói, đúng vậy, nói thật, những thứ trên người ta đều lấy được từ Sơn Hải Giới, nơi đó đối với chúng ta mà nói là kho báu thiên nhiên, chỉ là có chút nguy hiểm. Diệp Quân có chút hiếu kỳ, Cao Huynh, dựa vào thực lực của Huynh, còn thiếu tiền sao? Cao Thú trợn tròn mắt, Diệp Đệ, sao lại hỏi thế, ai mà không thiếu tiền? Ngươi không thiếu tiền sao? Diệp Quân gật đầu, thành thật nói, ta khi còn bé thì cuộc sống có chút vất vả, nhưng khi lớn lên liền kế thừa gia nghiệp, từ đó đến nay, ta thật sự không hề lo lắng chuyện tiền bạc. Cao Thú cười khổ nói, Diệp Đệ, ngươi không biết đó thôi, càng lên cao, tiền này càng quan trọng, bởi vì muốn tăng lên, không có tài nguyên tu luyện cũng không được, ta còn đỡ. Có mấy tu sĩ không chỉ nghèo, mà còn lo lắng về tuổi thọ, phải biết rằng nếu không tăng hạng trong một thời gian dài, tuổi thọ sẽ cạn kiệt, ngoài ra, phải trang bị cho mình một số trang bị, dù sao, xã hội bên ngoài tạp nham, sức mạnh cũng rất quan trọng. Nói đến đây, ông ta thấp giọng thở dài, đặc biệt là tu sĩ bình thường như chúng ta, đương nhiên so với những cường giả kia, chúng ta cũng tự do hơn so với bọn họ, một người ăn no, cả nhà không đói. Diệp Quân cười nói, Cao Huynh, sau này ta cùng Huynh đi Sơn Hải Giới rồi, xin chiếu cố. Cao Thú do dự một lúc rồi nói, Diệp Đệ, người có chắc là muốn trải qua những ngày tháng máu lửa này không? Ta không nghĩ cảnh giới của ngươi thấp, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng Sơn Hải Giới không phải là một nơi bình thường, đi vào cũng không phải chỉ để cho vui mà thôi đâu, gia cảnh của ngươi tốt thì thật sự không cần phải đi vào. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta hiện tại không có cách nào đi ra ngoài. Bên ngoài có mấy vị thần linh từ vũ trụ thần nhất đang chờ ta, nơi này, ta vừa mới từ đạo ngục đi ra, người đứng sau đạo thị nhất định sẽ không tha cho ta, cho nên coi như là đến Sơn Hải Giới tị nạn đi. Cao Thú suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, nếu người muốn đến Sơn Hải Giới, người cần có sự đồng ý của một người. Diệp Quân hỏi, ai? Cao Thú nói, đoàn trưởng mục.
Nói xong quay đầu nhìn về phía cửa bên cạnh, đến rồi. Diệp Quân quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đang đi tới. Người phụ nữ này đội một chiếc mũ tre, tay trái cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đen, mọi người nhanh chóng đứng dậy. Cao Thú cũng vội vàng đứng lên, vị này là đoàn trưởng đoàn chúng ta. Vừa nói, ông ta vừa dẫn Diệp Quân đưa tới trước mặt người phụ nữ áo đen, sau đó nói ra lý do tới đây của Diệp Quân. Người phụ nữ áo đen nghe xong, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Diệp Quân, ừ. Nói xong bà ta đi thẳng đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Cao Thú vội vàng kéo Diệp Quân sang một bên và ngồi xuống, sau đó nói, Diệp đệ, sau khi vào Sơn Hải giới, phải hãy nhớ rằng phải tuân theo mệnh lệnh và không được chạy lung tung. Có những con thú đáng sợ sống ở đó, một khi bước vào lãnh địa của chúng sẽ bị chúng coi là lời tuyên chiến và rất có thể sẽ gây hại cho mọi người. Diệp Quân gật đầu, sau khi tiến vào, ta sẽ đi theo các ngươi. Cao Thú khẽ gật đầu, sau đó giải thích cho Diệp Quân một số điều ở Sơn Hải giới. Nửa giờ sau, đoàn trưởng đang ngồi bên giường đột nhiên đứng dậy nói, đi thôi. Nói xong, bà ta đứng dậy cùng mọi người trong quán rượu rời đi. Diệp Quân và Cao Thú vội vàng đi theo. Sau khi đi qua một con phố, mọi người đến trước một trận pháp dịch chuyển, một ông già đang canh giữ trận pháp đó. Đoàn trưởng Mục đi tới trước mặt ông lão. Xòe bàn tay ra, một đạo tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt ông lão, sau đó đi vào trong trận pháp dịch chuyển. Sau đó, mọi người đều giao nộp một đạo tổ nguyên giống như đội trưởng Mục, rồi bước vào trận pháp dịch chuyển. Sau khi Diệp Quân và Cao Thú bước vào trận pháp dịch chuyển liền được kích hoạt và khi trận pháp dịch chuyển được kích hoạt, Diệp Quân đột nhiên nhìn về con đường phía xa, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nhưng trước khi hắn có thể nhìn rõ. Hắn đã được dịch chuyển đi rồi. Ở cuối con đường phía xa, một cô bé đang lững thững đi dạo. Đó là Nhị Nha. Phía sau Nhị Nha, là bốn đạo binh. Sau khi Diệp Quân trốn thoát khỏi đạo ngục, lý do tại sao người của đạo thị không đến bắt hắn luôn chính là vì Nhị Nha. Những đạo binh của đạo thị lúc này đều đang đi theo Nhị Nha, bốn đạo binh giống như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Bây giờ họ hoàn toàn là người bảo vệ của hai nhóc này. Trong khoảng thời gian này, họ đã thấy tất cả các loại hành động hài hước, chẳng hạn như, bẫy. Hai tên này đã tìm mọi cách để khiến người khác cướp của chúng. Đặc biệt là Tiểu Bạch, thỉnh thoảng nó lại lấy ra một cái bảo vật thần kỳ chiếu sáng rực rỡ, sợ người khác không biết chúng rất giàu có hay sao ấy. Tóm lại, chúng rất muốn cướp. Tuy nhiên, vẫn có một điểm mấu chốt. Nếu người khác không làm điều đó, thì chúng cũng sẽ không làm điều đó. Nhưng có thể thấy rằng tuy có điểm mấu chốt nhưng cũng không nhiều. Thi thể kỳ lạ. Trên đường phố, Nhị Nha liếm kẹo và chậm rãi tản bộ. Trên vai, Tiểu Bạch vẫn cầm kiếm Thanh Huyên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ này chỗ kia. Mà phía sau hai tên nhóc, bốn đạo binh theo sát, không phải bọn họ không nghĩ tới việc hạ gục hai người này. Tuy nhiên, sau khi cô bé đấm bay một tên đạo binh, họ đã kiên quyết bỏ cuộc. Bây giờ họ đang chờ đợi Tư Pháp Thiên Quân đến. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ hy vọng hai tên này đừng gây ra chuyện. Lúc này, cô bé đột nhiên nhìn thoáng qua trận pháp dịch chuyển phía xa, sau đó có chút khó hiểu nói, vừa rồi hình như ta nhìn thấy cháu trai. Cháu trai! Nghe những lời của Nhị Nha, Tiểu Bạch vội vàng nhìn về hướng của trận pháp dịch chuyển. Nhưng không có gì ở đó. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng múa may đứng lên. Nhị Nha liếm kẹo và nói, chẳng nhẽ là hoa mắt à. Tiểu Bạch phung kiếm Thanh Huyên lên, không biết đang biểu đạt cái gì. Im lặng một lúc, Nhị Nha nói, chắc là không phải hoa mắt đâu. Đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, cô bé mang theo Tiểu Bạch qua đó. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị ông già bên cạnh trận pháp ngăn lại. Ông già liếc nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, nói, mỗi người một tổ nguyên. Nhị Nha giang rộng lòng bàn tay, hai đạo tổ nguyên bay lơ lửng trước mặt ông già. Sau khi ông già cất tổ nguyên đi, ông ta bước sang một bên. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi về phía trận pháp, khi đi ngang qua ông lão, cô bé bất ngờ nhìn ông lão với vẻ mặt khó hiểu, ông muốn thứ rác rưởi đó để làm gì. Ông già, lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên do dự một chút. Sau đó lấy ra một đạo tổ nguyên khác đưa cho ông già.
Ông già đầy nghi ngờ. Nhị nha nghiêm túc nói, cô ấy nghĩ rằng ông quá đáng thương đó. Ông già. Cứ như vậy, nhị nha bế Tiểu Bạch vào trong trận pháp dịch chuyển. Tại chỗ, ông lão sững sờ. Mình nghèo sao? Cách đó không xa, bốn đạo binh thở phào nhẹ nhõm. Hai tên này cuối cùng cũng rời đi. Không thể không nói, hai tên này mà lưu lạc ở nơi đây, bọn họ chịu không ít áp lực, giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đã kết thúc. Bởi vì bốn người bọn họ phát hiện xung quanh mình có rất nhiều linh khí mờ mịt đang ẩn nấp. Linh tổ. Hơn nữa bên cạnh chỉ có một cô gái nhỏ, tuy rằng cô gái nhỏ này thoạt nhìn có chút võ công, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cho nên nhìn cũng không đáng sợ như vậy. Kết quả là, có nhiều người nảy ra ý đồ xấu. Một con linh tổ, hơn bất kỳ thần bảo nào, hơn nữa con này linh tổ này còn mang theo vô số thần bảo. Do đó, nhiều người bắt đầu bí mật liên lạc với gia tộc, yêu cầu phái cường giả tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì đã xuất hiện ở một dãy núi rộng lớn. Bốn phía đều là núi non chập trùng, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Mà xung quanh hắn, mọi người đều cảnh giác. Đoàn trưởng Mục đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, bà ta dẫn đầu đi về phía xa. Bên cạnh Diệp Quân, Cao Thú giải thích, ở đây, không thể bay. Một khi bay, sẽ làm náo động những con đại yêu ở đây. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Không chỉ vậy, chúng ta còn cần phải che giấu khí tức của mình để tránh kinh động đến mấy con đại yêu ở đây. Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng giấu khí tức đi. Cao Thú nhìn về đoàn trưởng Mục phía xa xa, đoàn trưởng Mục là người đến nhiều lần nhất, có kinh nghiệm dày dặn nhất, phải chiến thú này là ta lấy được là khi đi theo bà ấy lúc trước. Diệp Quân vội vàng hỏi, huynh lấy ở đâu? Cao Thú chỉ vào nơi xa, núi chiến thú. Diệp Quân nhìn dọc theo những ngón tay của Cao Thú, ở cuối tầm nhìn, có một ngọn núi cao chót vót, từ vị trí này, ngọn núi dường như nối liền với trời và đất, rất ngoạn mục. Diệp Quân hỏi, chiến thú kia còn sống à? Cao Thú gật đầu, tất nhiên là nó còn sống. Thực lực của con chiến thú này ít nhất có thể xếp vào top 3 trong sơn hải giới này, một con chiến thú cấp độ này sẽ không dễ chết đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, không hỏi nữa. Lần này đến sơn hải giới, hy vọng có được thêm được ít vảy của con thú này, để Ngao Thiên Thiên có thể nuốt chừng ít chiến ý, sau đó đạt đến tổ cảnh. Hắn và Ngao Thiên Thiên là một thể, việc nâng cao sức mạnh của Ngao Thiên Thiên cũng tương đương với việc hắn thăng cấp, nếu Ngao Thiên Thiên có thể đạt đến tổ cảnh, thì hắn có tự tin để chiến đấu với mấy vị thần linh đã đạt đến cảnh giới thần đạo. Hắn và Ngao Thiên Thiên là thiên tài trong thiên tài, vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Nếu hai người dung hợp lại với nhau, dốc hết sức lực, chiến lực sẽ mạnh hơn. Về phần hắn bây giờ, hiện tại càng chú ý tới trạng thái cảnh giới kiếm đạo và kiếm ý của bản thân hơn. Nếu ba vị thần mạt ách kia không lựa chọn đánh hội đồng, thì hắn muốn một chọi một, hắn thực sự muốn xem các vị thần mạnh như thế nào, nhưng hắn biết rất rõ rằng đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Đi không bao lâu, mọi người đi tới một cái hồ nước rộng mấy trăm thước. Nước trong vắt nhìn không thấy đáy, thoạt nhìn đáy đen kịt, giống như một cái lỗ đen cực lớn, cực kỳ đáng sợ. Các ngươi nhìn đi. Lúc này đột nhiên có người chỉ vào cuối hồ có một thi thể giống như một ngọn đồi, không có hơi thở. Có người kích động nói, là yêu thú cảnh giới đạo thần. Cảnh giới đạo thần. Kể từ khi đi theo Cao Thú, Diệp Quân cũng hỏi ông ta một số kiến thức về cảnh giới. Phía trên tổ cảnh. Có nhân đạo, thiên đạo, sau đó là thần đạo chia làm 1 đến 9 phần thần tính càng cao, thực lực càng khủng. Một con yêu thú thần đạo, đúng là toàn thân đều là bảo vật. Đặc biệt là nội đan của nó, nếu là nội đan hoàn chỉnh, có thể bán với giá trên trời. Khi nhìn thấy thi thể này, vô số người có mặt đều hưng phấn. Cái này đúng là quá may mắn, vừa tới đã gặp thi thể yêu thú thần đạo. Nhưng đoàn trưởng Mục chỉ liếc mắt nhìn, sau đó xoay người đi sang bên kia. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Một người trong đó vội vàng ngăn cản đoàn trưởng Mục, đó là thi thể của yêu thú thần đạo đó. Đoàn trưởng Mục chỉ nhàn nhạt nói, có sự khác thường, chắc chắn có yêu. Nói xong,
bà ta tiếp tục đi về phía bên kia. Tại chỗ, mọi người thất thần nhìn nhau, do dự không thôi. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên nói, mọi người, đây là cơ hội quá tốt cho chúng ta, chỉ cần lấy được thi thể yêu thú thần đạo, thì ngàn năm sau chúng ta cũng không cần lo về tài nguyên tu luyện nữa, nếu nội đan còn nguyên vẹn, thì càng tốt hơn, hơn nữa chúng ta cũng không cần tiếp tục mạo hiểm thăm dò chỗ sâu. Nói đến đây, ông ta liếc mắt nhìn mọi người, ai muốn giàu có theo ta. Nói xong, ông ta đi về phía xác yêu thú ở đằng xa. Những người còn lại do dự một hồi rồi cũng theo sau. Cao thú cũng muốn đi, bởi vì ông ta cũng bị cám dỗ, chỉ cần có được một chút xác chết yêu thú như vậy, ông ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Diệp Quân đã kéo ông ta đi. Bằng cách này, ngoại trừ Diệp Quân, cao thú và một thanh niên mặc áo bào đen, những người còn lại đã chọn lấy xác của yêu thú. Đám Diệp Quân vội vàng đi theo đoàn trưởng mục. Mấy người vừa rời đi không bao lâu, đột nhiên, từng tiếng kêu chói tai từ sau lưng mọi người vang lên. Diệp Quân đang muốn quay đầu lại nhìn, thì đoàn trưởng đột nhiên lạnh lùng nói, đừng quay đầu lại, tiếp tục đi. Nói xong, bà ta tăng tốc. Diệp Quân do dự một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, theo đoàn trưởng mục đi nhanh về phía xa xa, một lát sau, bọn họ tiến vào một khu rừng rậm. Mà phía sau, tiếng kêu chói tai không ngừng vang lên, phải nửa canh giờ sau tiếng kêu mới ngừng lại. Trong rừng rậm, đoàn trưởng mục không nói một lời tiếp tục đi về phía xa. Bên cạnh Diệp Quân, sắc mặt cao thú có chút tái nhợt, nếu không phải Diệp Quân ngăn cản, ông ta đã qua đó rồi. Cao thú lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi nói, Diệp đệ, ngươi có biết đó là một cái bẫy không? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Cao thú đầy nghi ngờ. Diệp Quân nhìn xa xa về phía đoàn trưởng mục, sau đó nói, đoàn trưởng nói đúng, nếu điều bất thường, nhất định có yêu, hơn nữa phương pháp này có chút giống với, bẫy, của gia tộc ta. Nói xong, hắn vội vàng dừng lại. Cao thú cười khổ nói, thật ra ta với bọn họ cũng thấy có chỗ không ổn, nhưng ta vẫn muốn tới đó thử xem có thể gặp được vận may hay không. Bên cạnh, thanh niên áo bào đen đột nhiên lạnh lùng nói, theo con đường võ đạo, kiêng kỵ nhất chính là vận may, lần này có người cứu ngươi, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Cao thú thấp giọng thở dài, nhưng không nói gì nữa. Diệp Quân liếc nhìn thanh niên mặc áo bào đen, rồi nhìn cao thú, cười nói, cao huynh, coi đây là một bài học cũng tốt. Hơn nữa, sở dĩ ta không đi hoàn toàn không phải là do ta thấy được đó là một cái bẫy. Cao thú có chút tò mò, còn có nguyên nhân khác sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Cao thú hỏi, là gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, bởi vì ta có tiền, ta không thèm thi thể của yêu thú thần đạo. Vẻ mặt của cao thú đông cứng lại. Thiếu niên áo bào đen liếc nhìn Diệp Quân, người rất giàu à? Diệp Quân gật đầu. Người thanh niên áo bào đen cười nói, mới đi qua chút thế giới mà đã dám nói mình giàu có. Thật buồn cười. Diệp Quân mỉm cười, không để ý đến sự đối chọi gay gắt của thanh niên áo bào đen. Hắn nhìn cao thú và cười nói, nếu ta nghèo, ta cũng sẽ nổi lòng tham và muốn mạo hiểm. Vì vậy, cao huynh, huynh đừng suy nghĩ nhiều. Huynh suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Nhưng về sau vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Dù sao lòng tham sẽ nuốt chửng lý trí của chúng ta, giết chết chúng ta. Nghe những lời của Diệp Quân, cao thú khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, người anh em này được đấy. Đoàn trưởng mục hơi quay đầu lại, liếc nhìn Diệp Quân, rồi tiếp tục lên đường. Lúc này, thanh niên áo bào đen đột nhiên nói, ngươi không phải rất giàu có sao? Nếu đã giàu có, vì sao còn mạo hiểm tới nơi này? Diệp Quân nhìn thiếu niên áo bào đen. Cười nói, vị huynh đệ này, chúng ta không oán không thù, cần gì phải đối đầu nhau. Tại sao chúng ta không dĩ hòa vi quý, chung tay phát tài? Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nhìn Diệp Quân một cái, ta ghét nhất loại da vẻ như ngươi, không có bản lĩnh, chỉ biết da vẻ. Hơn nữa, ngươi cũng không tư cách làm huynh đệ của ta. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, thiếu niên áo đen còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Quân tát vào mặt. Bốp! Thanh niên áo bào đen bay xa hơn 10 trượng. Diệp Quân vỗ vỗ tay, sau đó bình tĩnh nói, quả nhiên, trong rất nhiều trường hợp, không nên quá nể nang quá người ta sẽ cho rằng bản thân dễ bắt nạt. Nói xong, trực tiếp vọt tới trước mặt thanh niên áo bào đen,
Lúc này, thanh niên áo bảo đen giơ hai tay lên, run giọng nói, đại ca, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Diệp Quân, cao thú. Diệp Quân nhìn thiếu niên áo đen đang quỳ xuống xin tha trước mặt, trong lòng tự hỏi thằng này có đang chơi chiêu gì không đấy. Chủ yếu là vì đối phương đầu hàng quá nhanh. Y ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, mở miệng gọi đại ca, ngậm miệng là xin tha. Diệp Quân hỏi y, người muốn chơi ta đúng không? Thiếu niên vội lắc đầu, không phải. Đại ca, là đệ không biết đại ca mạnh đến vậy. Đệ không nên trêu vào huynh, mong huynh đại nhân đại lượng tha cho đệ một mạng. Diệp Quân chớp mắt, cong môi nói, ta tin ngươi. Rồi xoay người rời đi. Thiếu niên áo đen rũ mắt, giấu đi một tia lạnh lẽo. Đúng lúc này, y lại nghe Diệp Quân nói, mới là lạ. Lời vừa dứt, thiếu niên biến sắc kịch liệt, vội vã ngẩng đầu. Nào ngờ y chưa kịp phản ứng thì đã bị lưỡi kiếm lia ngang cổ. Xoẹt! Cái đầu đầm đìa máu của y bay ra ngoài, để máu phun như suối. Hành động bất ngờ này của Diệp Quân khiến cao thú giật thót. Đội trưởng Mục chỉ thờ ơ nhìn sang. Diệp Quân nhặt lấy nhẫn của thiếu niên áo đen, thấy bên trong có hơn 200 tổ nguyên và 3 món thần bảo. Hắn vươn tay, đẩy 100 tổ nguyên sang cho đoàn trưởng Mục. Đối phương không từ chối mà lập tức thu vào. Số tổ nguyên còn lại được đưa cho cao thú, ông ta cũng nhận lấy. Một khi làm vậy, chứng tỏ bọn họ sẽ theo phe Diệp Quân. Trên đường đời, đôi khi phải biết hào phóng mới được. Trải qua khúc nhạc đệm nho nhỏ của thiếu niên áo đen, ba người lại tiếp tục lên đường. Đoàn trưởng Mục không hé răng, chỉ tập trung dẫn đường, Diệp Quân và cao thú thì lại chuyện trò rôm rả. Tầm nửa giờ sau, ba người băng qua một khu rừng rậm, thấy một thung lũng rộng lớn với vách đá dựng đứng và thác nước đổ xuống ở hai bên. Hằng hà sa số dây leo vần quanh hai bên vách núi, tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Đoàn trưởng Mục mở miệng, thung lũng chết. Diệp Quân nhìn sang, sao lại gọi vậy? Đoàn trưởng Mục điềm tĩnh giải thích, vì có một cường giả thần đạo có 3 phần thần tính đã bỏ mạng nơi này cách đây không lâu. Cô ta vươn tay chỉ vào nơi xa, đối phương lấy mạng đổi mạng với một con đại yêu ở trong đó. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là di vật của họ. Di vật. Diệp Quân vừa nghe đã hiểu. Di vật của cường giả thần đạo cảnh chắc chắn phải vô cùng phong phú, có khi còn có cả tổ mạch. Từ cuộc trò chuyện với cao thú, hắn biết rằng tổ mạch là thứ cần thiết phải có để đạt đến thần đạo cảnh, bằng không thì có là kỳ tài hiếm gặp cũng không thể đột phá. Tổ mạch là thứ chân quý nhất. Cường giả thần đạo cảnh bỏ mạng ở đây đồng nghĩa với trên người đối phương có tổ mạch, mà lại có cả một con yêu thú thần đạo cảnh. Chỉ cần lấy được thi thể yêu thú và di vật cường giả thôi cũng đã lời to. Cao thú cũng trở nên phấn khích. Nếu cường giả kia còn sống, ông ta tuyệt đối không dám nghĩ đến điều này, nhưng đoàn trưởng Mục nói người đó đã chết rồi, vậy thì không còn đáng sợ bao nhiêu nữa. Diệp Quân vẫn duy trì tỉnh táo, hỏi đoàn trưởng Mục, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, đúng chứ? Đoàn trưởng Mục khẽ gật đầu với hắn rồi nhìn về thung lũng. Yêu thú nơi này cũng đang tranh đoạt thi thể con yêu thú thần đạo cảnh kia. Lời còn chưa dứt, họ đã nghe thấy một tiếng nổ ầm vang buốt óc vang lên từ cuối thung lũng. Diệp Quân nhìn theo, thấy hai con thú vóc dáng đồ sộ vươn mình đứng dậy, tạo ra cơn động đất khiến đất đai văng tứ tung, chấn động núi rừng. Yêu thú đại chiến. Hắn đanh mặt lại khi nhận ra khí tức của chúng mạnh vô cùng, tuy chưa đến thần đạo cảnh nhưng ít nhất cũng là thiên đạo cảnh đỉnh cao. Hắn chợt cảm thấy hưng phấn, rất muốn lao vào đại chiến cùng hai con yêu thú kia một trận. Đoàn trưởng Mục bỗng lên tiếng, mục tiêu của chúng ta là di vật của cường giả thần đạo cảnh, thi thể con yêu thú thần đạo cảnh kia thì đừng đụng vào, bằng không sẽ bị hai con yêu thú khác săn đuổi. Diệp Quân gật đầu, đồng ý. Đoàn trưởng Mục vươn tay, để hai hạt châu màu xanh thẫm bay sang chỗ hắn và cao thú, ẩn nặc châu, có thể hoàn toàn che giấu khí tức của bản thân. Diệp Quân vừa nhận lấy thì đã thấy khí tức của mình bị che phủ hoàn toàn, làm hắn kinh ngạc không thôi. Hàng ngon. Hắn nhìn đoàn trưởng Mục, thấy cô ta lại lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào 5 vị trí trên đó, thi thể cường giả thần đạo cảnh kia có thể nằm 5 nơi này. Mỗi người chúng ta đi tìm một nơi, tìm thấy thì dùng ẩn nặc châu thông báo cho cả nhóm rồi tập trung tại đó. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn hai người còn lại, đừng có mà tham lam. Thấy thi thể con yêu thú kia cũng chớ đụng vào.
Diệp Quân gật đầu, được. Thấy đoàn trưởng nhìn mình, Cao Thú vội nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nảy lòng tham. Cô ta gật đầu, vậy thì đi. Nói rồi tung mình nhảy lên, tiến vào sâu trong thung lũng. Diệp Quân và Cao Thú nhìn nhau rồi cũng lên đường. Đi vào một đoạn rồi, họ tách nhau ra. Diệp Quân hướng về bên phải, nhờ có ẩn nặc châu mà khí tức được giấu kín, hoàn toàn có thể ngự kiếm mà không bị hai con yêu thú kia phát hiện. Không lâu sau, hắn dựa vào trí nhớ mà đi đến một gò đá. Dùng thần thức quét một phen, thân hình hắn nhoáng lên rồi xuất hiện lại ở một nơi cách đó mười mấy trượng. Cách đó không xa là một thanh trường thương nằm chỏng chơ trên đất. Cấp thần bảo. Diệp Quân vươn tay gọi nó bay đến. Trên thân cây thương là vô số vết rạn như từng bị một thứ gì đó rất khủng khiếp nghiền nát. Đúng lúc này, giọng nói phấn khởi của Cao Thú vang lên trong đầu hắn, Diệp lão đệ. Ta tìm được rồi, mau quay lại đây. Tìm được rồi. Diệp Quân giật thót, vừa nhanh chóng xoay người ngự kiếm thì chợt nhận ra. Viên ẩn nặc châu trên người hắn biến mất rồi. Đúng lúc ấy, hai con yêu thú đồng thời quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Một con há miệng rít lên đầy phẫn nộ rồi tung ra cú đấm với sức mạnh khiến núi non sụp đổ về phía Diệp Quân. Hắn khẽ biến sắc, biết rằng mình không có đường trốn thoát khi một chiêu này đã phong tỏa mọi đường lui. Đã vậy thì chỉ còn cách chiến đấu. Hắn bèn bước tới, vung kiếm chém ra. Kiếm ý vô địch và khí tức kiếm ý cuồn cuộn ập tới ngăn cản khí tức của con yêu thú kia. Uỳnh! Nhát kiếm của Diệp Quân đẩy lui được nắm đấm, nhưng lực đẩy sau khi va chạm cũng khiến hắn phải lùi lại. Nào ngờ còn chưa kịp đứng vững, một con yêu thú đã lao đến. Diệp Quân không lùi mà tiến, thoát cái vọt đến trước mặt nó. Đánh! Kiếm ý vô địch vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra. Bầu trời phía trên thung lũng bị vô số tia kiếm quang xé toạc thành một vùng đen nhánh đáng sợ. Một chọi hai. Tuy phải đối mặt với hai con yêu thú nhưng Diệp Quân không hề sợ hãi, lại còn thấy nhiệt huyết dâng trào. Bên kia, Cao Thú quắc mắt chừng đoàn trưởng Mục đứng gần đó, ẩn nặc châu của Diệp lão đệ bất ngờ mất hiệu lực, là do cô dở trò. Đoàn trưởng Mục chỉ chậm rãi bước tới, giao thi thể kia ra, ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Cao Thú bỗng gào lên về phía Diệp Quân đang đánh nhau, Diệp lão đệ. Cô ta muốn nuốt trọn một mình, mau trở lại. Đoàn trưởng Mục chợt bước tới, vung ra một kiếm cực nhanh cực mạnh về phía ông ta khiến thời không vỡ nát. Cũng may Cao Thú đã có chuẩn bị, vừa thấy cô ta rút kiếm thì giơ một tấm khiên ra che trước người. Uỳnh! Tấm khiên run lên bần bật trước khi rạn nứt, sức lực trong nhát kiếm của đoàn trưởng Mục đánh Cao Thú bay đi. Không để cho ông ta dừng lại đã tiếp tục lao tới. Rắc! Tấm khiên vỡ tan tành. Cao Thú kinh hãi, mặc kệ mọi thứ mà tung ra cú đấm ẩn chứa những tia sáng vàng, tạo thành quyền mang hùng hậu. Nhưng lại một nhát kiếm của đoàn trưởng Mục lia tới chém vỡ quyền mang, đâm thủng tay phải Cao Thú. Ông ta không những không lùi mà dùng thân xác tiếp tục tấn công. Đúng lúc này, đoàn trưởng Mục bỗng rút kiếm vung sang ngang rồi lùi lại một bước. Xoẹt! Cô ta tránh khỏi va chạm với Cao Thú, đồng thời cũng chém phăng cánh tay ông ta, làm máu phun như suối. Dừng lại rồi, đoàn trưởng Mục lại dẫm nhẹ chân, tiếp tục tung ra một đường kiếm còn nhanh hơn. Đúng lúc này, một luồng khí tức khủng bố bùng nổ từ Diệp Quân, giọng nói đầy lo lắng của hắn vang lên, Cao Huynh. Mau đưa cho cô ta đi. Nói đến giữa câu, hắn vung kiếm đẩy lui hai con yêu thú rồi bảo Ngao Thiên Thiên lao về phía đoàn trưởng Mục. Cao Thú không đưa chiếc nhẫn trong tay cho đối thủ mà dùng mọi sức lực ném cho Ngao Thiên Thiên, Diệp lão đệ, nhận lấy. Đoàn trưởng Mục gằn ra đầy dữ tợn, chính ngươi muốn chết. Thân hình cô ta nhòe đi, đồng tử Cao Thú rụt lại, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, sau đó đã bị một thanh kiếm cắm vào trán. Phập, máu tươi phun ra từ sau gáy ông ta. Cao Thú ngã xuống với đôi máu trợn tròn và dòng máu tươi phun ra từ sau gáy. Ngao Thiên Thiên đã lao đến, tung cú đấm vào mặt đoàn trưởng Mục. Sức mạnh khổng lồ ùa ra như sóng triều đẩy cô ta lùi lại liên tục. Đoàn trưởng Mục ngẩng đầu nhìn Ngao Thiên Thiên, gương mặt dưới vành nón lần đầu tiên tỏ ra trầm trọng. Sức mạnh của đối phương rất lớn, đến nỗi kiếm của cô ta đã không chịu nổi mà nứt ra. Bên kia, Diệp Quân vung kiếm đẩy lùi hai con yêu thú rồi thì không tiếp tục dây dưa nữa mà thoát cái hóa thành kiếm quang bay đến chỗ Cao Thú.
Từ trong tiểu tháp, Mộc Nguyên và hai tôn thần vọt ra tiếp đón hai con yêu thú. Diệp Quân vội vàng nâng cao thú dậy, đưa cây thần tự nhiên vào cơ thể ông ta. Nhưng làm vậy cũng vô dụng, vì nhát chém của đoàn trưởng Mục đã hoàn toàn phá nát mọi sinh cơ trong cơ thể cao thú. Sắc mặt Diệp Quân trở nên dữ tợn. Cao thú tóm lấy tay hắn, dúi vào một chiếc nhẫn, mấp máy môi, tinh giới. Tinh Hà Tông, nói cho Cao Quân như, sau này phải tự chăm sóc mình. Nói đến đây, thân hình ông ta hóa thành làn khói tan biết mất. Diệp Quân siết chặt nhẫn trong tay, chậm chậm đứng dậy. Khi nhìn lên, hắn thấy đoàn trưởng Mục đã bị Ngao Thiên Thiên hoàn toàn áp chế. Kiếm của cô ta tuy bén nhưng không phá được lớp phòng ngự của Ngao Thiên Thiên, hơn nữa sức mạnh kiếm đạo còn thua xa sức mạnh của Ngao Thiên Thiên. Diệp Quân hít vào một hơi thật sâu, thét lên, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lập tức hóa thành tia sáng vàng trở lại cơ thể hắn. Diệp Quân bước tới trước, tung ra một đường kiếm quang dài vạn trượng thẳng vào đoàn trưởng Mục. Quỳnh! Cô ta bị đánh bay đi vạn trượng. Chân trời cũng bị xé rách một lỗ toang hoác. Đoàn trưởng Mục nheo mắt lại, nặng nề nhận ra mình không phải đối thủ của kiếm tu này. Cô ta không chút do dự xoay người, hóa thành kiếm quang phóng lên cao. Chạy! Nào ngờ vừa quay lưng đi, cô ta đã cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ập đến. Đoàn trưởng Mục biến sắc, vội vàng nâng kiếm lên đặt giữa trán rồi quay phát lại chém ra. Kiếm quang vỡ nát, trong lúc bị đẩy đi, cô ta lại rút ra một lá bùa vàng, quẳng về phía Diệp Quân. Kích thước nó tăng vọt, hóa thành một thần tướng mặc giáp vàng cản đường Diệp Quân. Trong tay tên nó còn cầm một cây rìu khổng lồ, mỗi bước chân đều mang theo khí tức khiến đất trời rung động. Thần tướng bước tới trước, bổ cây rìu trong tay xuống. Một đòn này khiến đất trời rạn nứt, núi non sụp đổ. Diệp Quân không lùi một bước, hóa thành kiếm quang lao vào. Đánh trực diện. Oanh! Cú va chạm khiến thần tướng giáp vàng vỡ thành từng mảnh. Đoàn trưởng Mục đã chạy đến chân trời thấy vậy thì đồng tử rụt lại, hối hả tăng tốc tháo chạy. Qua mấy hiệp giao thủ, cô ta biết mình căn bản không phải đối thủ của kiếm tu trẻ tuổi này, vì vậy cần phải nhanh chóng trở lại đạo thị. Chỉ có sức mạnh phong ấn hùng hậu ở nơi ấy mới có thể giúp cô ta sống sót. Nhờ có ẩn nặc châu mà cô ta không bị lũ yêu thú nơi này cản đường, nhưng ẩn nặc châu của Diệp Quân đã mất đi tác dụng, vì vậy vừa ra tay đã khiến vô vàn yêu thú ghé mắt. Chúng ồ ạt lao tới với ác ý ngùn ngụt như thủy triều. Diệp Quân bèn gầm lên, cút. Kiếm ý vô địch mạnh mẽ lan tràn đến tận sâu trong thung lũng, ép đám yêu thú kia lùi lại. Diệp Quân không để ý đến chúng, hóa thành kiếm quang đuổi theo đoàn trưởng Mục. Khí tức hùng hậu của hắn lan tràn, nhưng vì không có ý xâm chiếm địa bàn nên lũ yêu thú cũng không mạo hiểm xuất hiện cản đường. Và lại trông hắn cũng chẳng yếu ớt gì cho cam, nên bọn chúng quyết định bớt chuyện cho bớt lo. Có Ngao Thiên Thiên giúp tăng tốc độ nên Diệp Quân nhanh hơn đoàn trưởng Mục rất nhiều, bắt kịp cô ta khi đối phương chưa thoát khỏi sơn hải giới. Cảm nhận được khí tức của hắn, một tia hung ác lóe lên trong mắt đoàn trưởng Mục. Cô ta xoay người. Đưa kiếm lên giữa trán rồi niệm một loại kiếm quyết xa xưa. Vầng trán cô ta vỡ ra, để một giọt máu tươi dung nhập vào mũi kiếm. Sau đó cô ta cao giọng thét lên, dùng hai tay vung kiếm bổ xuống. Một đường kiếm khí màu đỏ rực lập tức xẻ đôi đất trời. Đối mặt với nó, Diệp Quân không lùi mà tiến, đáp lại bằng một đường kiếm khác. Một đường kiếm rất đối bình thường. Xoẹt! Ấy vậy mà nó lại xé nát kiếm khí đỏ kia, đánh cho đoàn trưởng Mục bay đi. Trong lúc đó, cô ta lại tung ra ba lá bùa vàng, hóa thành ba thần tướng chắn đường Diệp Quân. Hắn giẫm mạnh chân phải, hóa thành kiếm quang lao tới. Thần tướng đầu tiên vỡ nát khi kiếm quang lóe lên. Đoàn trưởng Mục không ham chiến mà hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Cô ta dốc hết toàn lực, sử dụng tốc độ nhanh nhất. Lối ra đã ở ngay trước mắt, chỉ cần về đến đạo thị là có thể an toàn. Cô ta nhanh chóng đặt chân vào truyền tống trận rồi biến mất. Không được dương ra cho phép. Diệp Quân cũng theo sát phía sau. Hai người thoát cái đã đến đạo thị. Diệp Quân vừa xuất hiện đã bị một sức mạnh bí ẩn áp chế, mà đoàn trưởng Mục đang đứng ở cuối phố lạnh lùng nhìn hắn. Hắn từng bước đi tới, cô ta lại không trốn. Diệp Quân bỗng tăng tốc, nhào tới như con hổ vồ mồi. Đoàn trưởng Mục nheo mắt, không ngờ hắn lại dám ra tay.
nhưng vì biết người ở nơi này không ai có tu vi nên cô ta cũng không sợ hãi. Diệp Quân nhào tới, tung cú đấm vào mặt Đoàn trưởng Mục. Cô ta cũng không chậm trễ, lập tức giơ tay lên đỡ. Bốp! Đoàn trưởng Mục liên tục rút lui, Diệp Quân lại nhào tới với một cú đấm khác. Lần này đối phương không lùi nữa mà đáp trả bằng quả đấm. Ầm! Hai nắm tay vừa chạm nhau, Đoàn trưởng Mục đã lui lại. Diệp Quân tiếp tục xông tới. Hắn tung nắm đấm ra như mưa rào, đánh cho Đoàn trưởng Mục phải tháo chạy liên tục, không ngừng bị áp chế. Nhưng trận chiến đã hấp dẫn sự chú ý của đạo binh trong thành. Ngay lập tức đã có bốn người vây quanh. Nhưng vừa thấy Diệp Quân thì xa sầm mặt. Người này vừa bị nhốt vào đạo ngục cách đây không lâu, làm sao bọn họ quên cho được, nhưng không ngờ hắn lại trốn thoát mà chẳng ai hiểu bằng cách nào. Thấy hắn đang giở trò hành hung người khác, sắc mặt các đạo binh đều xấu đi. Một người quát, dừng tay. Diệp Quân và Đoàn trưởng Mục cùng dừng lại. Người đạo binh liếc nhìn cả hai, nói, bắt lại. Ba người còn lại bước lên muốn thi hành. Chợt thấy Đoàn trưởng Mục bước tới trước mặt đạo binh đi đầu, đưa ra một huy hiệu màu vàng. Đối phương thấy nó thì biến sắc, cô là. Đoàn trưởng Mục thu huy hiệu vào, ta không muốn hắn toàn mạng. Đạo binh dẫn đầu im lặng một hồi rồi hất đầu chỉ Diệp Quân, bắt hắn lại. Ba luồng khí tức hùng hậu lập tức khóa hắn lại. Diệp Quân liếc nhìn Đoàn trưởng Mục, nói ta và cô ta đều ra tay ẩu đả, sao không bắt cô ta lại theo quy định. Đạo binh dẫn đầu, ta chỉ thấy ngươi ra tay, không hề thấy cô ta làm gì. Diệp Quân nhếch môi. Đạo binh đi đến, thấy bất công à. Diệp Quân gật đầu. Đối phương vươn ngón tay chọc vào vai hắn, dáng mà chịu. Diệp Quân ngẩng đầu lên, bằng không thì sao? Đạo binh khiêu khích, thì thử xem. Ba đạo binh còn lại cũng nhìn Diệp Quân chằm chằm, khí tức lưu động, sẵn sàng ra tay. Bọn họ biết thủ lĩnh đang cố tình chọc tức thanh niên này. Chỉ cần hắn dám ra tay, họ có thể tuân theo quy định nơi này mà đánh chết tại chỗ. Thấy Diệp Quân không nói gì, đạo binh khích tướng, không thử à? Hắn bất ngờ nắm tay lại. Quỳnh! Ba loại huyết mạch đồng thời kích hoạt, Ngao Thiên Thiên dung hợp, thả ra khí tức áp đảo sức mạnh phong ấn. Sức mạnh từ huyết mạch, kiếm ý vô địch và long tộc ép đạo binh dẫn đầu quỳ xuống. Diệp Quân toàn thân như tắm máu, vươn tay phải bóp đầu đạo binh, hung tợn hỏi, mi lên mặt với ta chứ gì? Nói rồi rộng đầu đối phương xuống đất. Quỳnh! Mặt đất nổ tung, thân xác tên đạo binh thành một đống thịt. Diệp Quân quắc đôi mắt đỏ ké lên, kể từ hôm nay, không được Dương gia cho phép, để ta xem thằng nào con nào dám mở đạo thị. Dương gia của mi là thứ gì? Một giọng nói vang lên từ nơi xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.